hô hô gió càng lúc càng lớn cầu treo bắt đầu lắc lư lăng thi nhã đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô rất nhiều người ánh mắt cũng lộ ra mỉa mai giang giật thân thể theo trên cầu treo lăn xuống đi như như cự thạch đập xuống tiến vào nóng hổi nham tương bên trong a à, lão thiên ta thấy được cái gì lăng thi nhã doãn nhược băng không đành lòng nhắm mắt lại nhưng một đạo như gặp quỷ tiếng kêu sợ hãi rất nhanh vang lên để cho hai người thân thể mềm mại run lên rất nhiều người ánh mắt theo hướng phía dưới nham tương bên trong quét tới lại thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. chương 594, các ngươi không được, hẻm núi dưới vực sâu, nóng hổi nham tương tại cuồn cuộn, lưu động, kinh khủng địa hỏa không ngừng luồn lên từng cái từng cái ngọn lửa, đạo đạo bạch yên nương theo lấy gây mũi lưu toàn vị đập vào mặt, kia phun trào nham tương bên trong truyền đến cực nóng cảm giác, làm người ta ngạt thở. Giờ phút này nham tương bên trong một đạo bóng người đột một chậm rãi nổi lên, hắn còn nhắm mắt lại, thân thể nương theo lấy nham tương lay động, Tại hẻm núi trong vực sâu đung đưa tới lui, hắn tựa như một cái ở trong biển bơi ngửa người, là như vậy nhàn nhã cùng hài lòng. Chậm rãi, hắn mở mắt, hắn mơ mơ màng màng vặn vẹo thân thể, thậm chí hai tay tại nham tương bên trên lướt qua, một cái tay còn nâng lên một đoàn địa hỏa tiến đến trước mặt xem xét tỉ mỉ, nhìn thoáng qua về sau, hắn thở ra một hơi thật dài, thân thể lại thản nhiên ngã xuống nham tương bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện càng quái dị phát sinh, bên cạnh hắn nham tương bên trong địa hỏa từng mảnh từng mảnh hướng hắn dũng mãnh lao tới, rất nhanh biến mất tại trong thân thể của hắn, hắn nằm ngửa địa phương, nham tương nhanh chóng ngưng kết, một lát sau lại ngưng kết thành một mảnh màu đỏ thổ nhưỡng. Tê tê, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, nếu không phải phía dưới vào tới sóng nhiệt vẫn như cũ để bọn hắn mồ hôi nóng lâm ly, bọn hắn đều sẽ coi là kia lặn đi bầy nham tương, chỉ là màu đỏ nước sông mà thôi. Ông Vũ nghịch đồ long lăng thất kiếm doãn nhược băng đám người đôi mắt lại là phát sáng lên, rất nhiều người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giang giật trong tay một viên hỏa hồng sắc hạt châu các nàng đều kiến thức rộng rãi tự nhiên có thể đoán được giang giật hạt châu kia có vấn đề tích lửa bảo vật rất nhiều có thể không sợ địa hỏa bảo vật lại là ít càng thêm ít chỉ ít ở đây các công tử tiểu thư cũng không có tư cách có được cho nên bọn họ nhìn xem hỏa linh châu ánh mắt tự nhiên trở nên cực nóng tà phi càng là ánh mắt lộ ra một vòng sát ý lên giết người cướp của tri tâm ông phía dưới giang giật mở to mắt Hắn đưa tay xoa xoa khóe mắt cái mũi ngoài miệng tiên huyết, nhếch miệng cười. Bởi vì trên mặt đều là huyết, gương mặt kia bởi vì dịch hình đan lại kéo dài rất nhiều, sở dĩ nụ cười này rất là dữ tợn, đem tất cả mọi người làm cho khẽ giật mình, lập tức hắn làm một cá biệt mọi người giật mình sự tình. Ầm, um, hai tay của hắn tại nham tương vỗ một cái, cả người bay đi, trên không trung dạo qua một vòng, lại rơi xuống, sau đó hắn hai chân chấp động, đạp trên nham tương mà đi, như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng hẻm núi một đầu khác bay đi. Dạng này cũng được, nhìn thấy giang giật chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền dựa vào tới gần vách đá, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mấy chục vạn năm, người bên trong dì cầu để vô số thiên tài võ giả trùn bước, rất nhiều người bò đều bò không đến cuối cùng, ngắn ngủi người dặm cầu rất nhiều người muốn bò lên trên mấy tháng, giang giật lại trong chớp mắt vượt ngang một nửa khoảng cách. Hiu, giang giật mặc kệ mọi người xem quái vật ánh mắt, hai chân tại nham tương bên trên trùng điệp đạp mạch, phi thân mà đi, hai chân không ngừng tại trên vách đá dựng đứng đạp đi, vách núi này bích cũng không phải là bóng loáng như hương, giang giật cũng có thể đơn giản tìm tới bất bình chỗ, mượn lực hướng lên trên mới bay đi, mấy cái trong chớp mắt hắn trở mình lên cầu treo một đầu khác, đã tới cửa đá bên ngoài, lúc này mới xoay người lại, nhìn qua mọi người nhếch miệng cười một tiếng. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, nhìn xem giang giật kia giữ tợn khuôn mặt tươi cười, mọi người cảm giác trên mặt đau rát, giang giật đây là im ắng đánh các nàng mặt, im ắng nói cho các nàng biết, các ngươi không được, ta đi, Lăng thi nhã thân thể mềm mại run lên, cúi đầu không dám cùng giang giật đối mặt, gương mặt xinh đẹp thượng phù phát hiện ra hai đóa hồng vân, bỏng đến dọa người, vừa rồi hắn nhưng là truyền âm cho giang giật, nếu là giang giật có thể đi qua một nửa cầu nại hà, nàng tự cùng hắn họ. Giang giật chỉ là nhìn mọi người một cái, tự hướng phía trước đi đến, phía trước cửa đá tự động mở ra, giang giật thân ảnh cũng xảy bước đi đi vào, lưu cho mọi người một đạo thẳng tắp như kiếm bóng lưng. Ông, cùng lúc đó, Huyền thần cung phía ngoài trên quảng trường bên trái cái thứ nhất trên truyền tống trận đột nhiên quang mang lấp lánh, đem phía ngoài gần trăm người toàn bộ chấn động đến thân thể run lên. Phải vào huyền thần cung đoạt bảo người đã đi vào không sai biệt lắm, sở dĩ rất nhiều vô tâm đoạt bảo người đều vào đây xem náo nhiệt, tỉ như phi kỳ cùng phi thiên, còn có rất nhiều đến đến kim cương cảnh thanh niên cũng đi theo vào, xếp bằng ở trên quảng trường chờ lấy xem náo nhiệt. Xoạt, theo cái thứ nhất trên truyền tống trận uổng phí quang mang lấp lánh, bạch ngọc quảng trường bên trên người đều vỡ tổ, Phi kỵ cùng phi thiên phốc một tiếng đứng lên, đầy mắt không dám tin nhìn qua trên không. Phi đồ thế nhưng là cùng bọn hắn nói, Giang giật tiến vào địa ngục cấp truyền tống trận, lần này tham gia đoạt bảo người, cũng chỉ có Giang giật một người chọn cái này độ khó. Ông, trên truyền tống trận quang mang vừa tăng, ngưng tụ ra một hình ảnh, một cái cửa đá mở ra, một người mặc chiến giáp nam nhân sải bước đi đi vào, cửa đá chậm rãi quan bế. Là hắn, thật là hắn, phi thiên con người co rụt lại, kinh hô lên phi kỵ phi đồ đám người sắc mặt biến đổi trên thân sát khí đổ xuống mà ra cái này tiểu tử này vậy mà cái thứ hai xuyên qua cửa thứ nhất vẫn là kinh khủng nhất địa ngục cấp địa ngục cấp a một quan tựu ba điểm điểm tích lũy tiểu tử này là cái thứ nhất đạt được ba điểm điểm tích lũy người thứ chín kiện vô cực kính là của hắn rồi Lâm, đều nhìn lầm không nghĩ tới tiểu tử này càng như thế như xoa địa ngục cấp cửa ải a hư hư tiểu tử này đi vận khí cứ cho, hắn có thể xông qua cửa thứ nhất có thể xông qua được cửa thứ hai phải biết cửa thứ hai thế nhưng là hoàng tuyền lộ, ta cực 100 thiên thạch, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, ai làm nhà cái. Trong quảng trường sôi trào, bọn hắn cho rằng Giang Giật hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này Giang Giật không chỉ có không chết, còn cái thứ hai vượt quan thành công, cái thứ nhất thu hoạch được 3 điểm điểm tích lũy, đạt được thứ 9 kiện bảo vật vô cực kính, người nói mọi người làm sao không kinh hãi. Phi thiên đôi mắt lấp lóe trong mắt đều là cừu hận, cắn răng nói ra, đại ca, làm sao bây giờ? Có thể làm sao, phi kỵ rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ lại, để cho người ta xông địa ngục cấp cửa ải ai có thể xông qua được, đuổi theo kịp hắn người ta vẫn là phi đồ bọn hắn. Kia, thù này không báo phi thiên thoáng cái cuống lên, phi kỵ lường phi thiên một chút, có chút thất vọng nói ra, phi thiên, người cũng không nhỏ, làm sao còn ngây thơ như vậy cái này địa ngục cấp cửa ải hắn có thể xông qua không xông đến cửa thứ ba, thế nhưng là không có cách nào truyền tống ra coi như hắn xông đến cửa thứ ba, lại như thế nào hắn ra, còn không phải chết gấp cái gì. Ừ, ừm ưm, Phi Thiên gà con mổ thóc gật đầu, nhếch miệng âm trầm cười nói, đại ca nói rất đúng, khúc lão bọn hắn ở bên ngoài, tiểu tử này dù là xông qua 18 tầng địa ngục, cũng phải chết a. À. A, à, Huyền Thần cung kỳ dị không gian nơi nào đó, một cái thiếu nữ tóc tím ngay tại một đầu âm trầm trong đường nhỏ cấp tốc lao nhanh. Tại thời khắc này thân thể mềm mại của nàng cũng ngừng lại, đầu quay đầu hướng về sau mặt nhìn một cái một tấm quỷ vương dưới mặt nạ đôi mắt đẹp bên trong đều là kinh dị. Lại có người đoạt được thứ 9 kiện bảo vật, nàng nhẹ giọng thì thào một tiếng, cái này huyền thần cung bên trong mỗi một kiện bảo vật bị người đoạt được, vượt qua người đều sẽ có cảm ứng. Nàng là người đầu tiên xuyên qua cửa thứ nhất người, giờ phút này cửa thứ hai cũng sẽ thông qua được, mắt thấy thứ 9 kiện bảo vật muốn tới tay, nhưng lại làm kẻ khác nhanh chân đến trước. Hắn nhất định chọn là địa ngục cấp độ khó, nếu không không có khả năng nhanh như vậy đạt được 3 điểm điểm tích lũy, là ai có như thế nghịch thiên chiến lực. Thiếu nữ tóc tím thì thào một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, co cẳng chạy như điên, một đôi mắt đẹp bên trong đều là kiên định, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, độn thiên thần kỹ cùng khốn long thảo nhất định là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. chương 595, Hoàng Tuyền Lộ, ông, gian Giật vừa mới đi vào cửa đá, cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, cảnh vật đại biến dạng, bốn phía bầu trời từng mảnh từng mảnh lờ mơ, chỉ có mông mông lung một tia sáng, phía trước một cái lối nhỏ quanh co khúc khuỷu kéo dài đến phương xa, bốn phía đều là hoang vu sơn lĩnh, âm trầm, làm người ta trong lòng run rẩy. Hoàng Tuyền Lộ, Giang Giật lưu ý đến cánh trái bên cạnh có một cái nho nhỏ bia đá, trên tấm bia đá ba cái cổ lão chữ lớn, thấy hắn một trận tê cả ra đầu, đây chẳng lẽ là âm tào địa phủ nếu không tại sao có thể có Hoàng Tuyền Lộ. Suy suy, ngay tại Giang Giật quan sát tình huống lúc, bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, như lôi điện vạch phá bầu trời, bầu trời cũng bị cái này bị cái này bạch quang xé rách ra một đường vết rách, một khối tấm gương theo cái kia lỗ hổng bên trong bay thấp mà xuống, hướng hắn bắn thẳng đến mà tới. a à, Giang giật hiếu kỳ một phát bắt được mảnh này màu xanh tấm gương, bầu trời lỗ hổng kia rất nhanh biến mất, Giang giật trong đầu cũng không hiểu hiển hiện một cái tin tức, chúc mừng người cái thứ nhất đạt được 3 điểm điểm tích lũy, thu hoạch được vô cực kính. Vô cực kính, Giang giật mơ hồ nhớ rõ tề lão nói lên 10 cái bảo vật lúc, trong đó có vô cực kính, hắn sắc mặt vui mừng, thế mà đi vận khí cứ chó, vào đây đào mệnh có có thể được bảo vật. Nhân loại đối bảo vật yêu thích đây là thiên tính, nhất là võ giả, cứ việc giang giật biết rõ ở bên trong đạt được bảo vật càng nhiều, nếu là ra ngoài bị người đuổi giết khả năng càng lớn, nhưng giờ phút này đạt được một kiện bảo vật, hắn vẫn là rất là mừng rỡ. Bảo vật có rất nhiều thần kỳ công năng, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, tỉ như lần này hắn nếu là không có hỏa linh châu, sợ là muốn bị nham tương đốt thành cặn bã. Hắn cũng không nghĩ tới, rơi vào nham tương về sau, phía dưới lại không có nửa điểm uy áp trọng lực nếu là sớm biết hắn cũng không cần khổ cực như vậy trực tiếp nhảy xuống hẻm núi mấy cái chớp mắt liền có thể xuyên qua cầu nại hà bất quá ngấm lại cũng liền bình thường người bình thường nào có hỏa linh châu bực này chí bảo a coi như thiên quân cường giả thần thuẫn cũng đỡ không nổi địa hỏa đốt cháy trong nháy mắt hội vỡ tan bỏ mình cái này cầu nại hà hà không có uy áp không có kinh khủng trọng lực chói buộc cũng bình thường hắc hắc cái này cầu nại hà đi được cũng không lỗ chỉ ít ta thiên nhân hợp nhất trạng thái có bay vào tính tiến bộ. Giang giật nhớ tới tại trên cầu nải hà hành tàu lúc, đột nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười. Hắn cảm giác hắn đối loại này kỳ dị trạng thái cảm mộ lại sâu mấy phần, mặc dù còn không biết cái này trạng thái có hay không rất lớn tác dụng, nhưng đây tuyệt đối là đồ tốt. Đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem cái này vô cực kính luyện hóa, cái này hoàng tuyền lộ âm trầm khẳng định nguy hiểm hơn, thêm một kiện bảo vật, thêm một tuyến sống sót cơ hội. Giang giật thu hồi suy nghĩ, ngồi xếp bằng đem khối kia lớn chừng bàn tay thanh đồng kính đặt ở trong lòng bàn tay, vận chuyển nguyên lực bắt đầu luyện hóa. Cái này vô cực kính rõ ràng là vật vô chủ, luyện hóa rất thuận lợi, chỉ là nửa canh giờ Giang giật tự luyện hóa một phần ba, vô cực kính bên trên một phần ba địa phương tản mát ra bạch quang, chỉ cần toàn bộ đều có quang mang phóng thích, coi như triệt để luyện hóa. Ừ, đúng lúc này, Giang giật đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh đánh tới, để hắn có loại cảm giác không rét mà run, linh hồn hắn chỗ sâu cũng chuyển tới báo động, một cỗ nguy hiểm chí mạng ngay tại tiếp cận. Trong mắt của hắn thoáng cái mở ra, ánh mắt như đao hướng phía trước quét tới, trong tay hỏa long kiếm cũng xuất hiện. Từng đoàn từng đoàn vừa rồi hấp thu địa hỏa toát ra, đem hắn thân thể bao phủ đi vào. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn đảo qua cũng không có bất luận phát hiện gì, bốn phía không có vật gì, hắn thần thức phóng thích tại bốn phía đảo qua cũng bất luận phát hiện gì, nhưng hắn nội tâm báo động lại là càng ngày càng mãnh liệt, hắn một thân lông tơ đều dựng đứng suy suy, hắn tiện tay bổ ra mấy kiếm, đầy trời địa hỏa đi theo gào thét mà ra, hắn cũng trợn mắt tròn xoe, giống to yêu nghiệt phương nào, nhanh chóng hiện hình. Oanh, mấy đầu hỏa long gào thét mà đi, trùng điệp đập vào hai bên sơn giã bên trong, đem mặt đất nổ ra từng cái hố sâu, khói bụi tràn ngập, đất đá bay khắp trời. Hưu, yêu nghiệt rốt cục hiện hình, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, giữa không trung không gian rung động, một đạo bóng trắng lóe ra, tựa như tia chớp hướng giang giật bay tới đây là thứ quỷ gì nhìn trước mắt cái quái vật này giang giật toàn thân đều run rẩy tê cả ra đầu đôi mắt con người co rút lại cái này chỉ sợ là hắn đời này gặp qua kinh khủng nhất quái vật quái vật kia cũng không có thực thể toàn bộ thân thể đều là hơi mờ tựa như u hồn quái vật thân thể rất nhỏ chỉ có ngón tay lớn như vậy đầu giống như cá sấu thân thể lại giống như giỏi bọ cũng không có cước toàn thân mang theo một điểm màu trắng đôi mắt lại là màu đỏ kiềm miệng rộng bên trong răng nhọn nhìn thấy người trái tim băng giá tốc độ nhanh đến nhưng so sánh kim cương cường giả tối đỉnh, chỉ là trong nháy mắt tựu bắn tới giang giật mi tâm, trực tiếp xuyên qua hắn bên ngoài thân địa hỏa, chui vào trong đầu của hắn. Ông, tại thời khắc này, giang giật hỏa linh châu phát sáng lên, một cỗ không hiểu năng lượng truyền lại đi vào, để hắn hình kiếm linh hồn bên trong kim quang đại thịnh. Giang giật cũng theo hoảng sợ bên trong giật mình tỉnh lại, phát hiện đầu cũng không có bị bắn thùng, thứ quỷ kia chỉ là xuyên thấu tiến vào linh hồn sau thở dài một hơi, thần thức quét linh hồn trong thức hải quét tới suy suy ngạc đầu quái vật như u hồn tại giang giật trong thức hải thiểm đến tránh đi không ngừng xung kích hình kiếm linh hồn nếu không phải giang giật có hỏa linh châu bên trong truyền đến năng lượng hộ thể sợ là giờ phút này linh hồn đã sớm hỏng mất đây là thứ quỷ gì còn không thèm chú ý địa hỏa trực tiếp tiến vào linh hồn nó đây là nghĩ từng bước xâm chiếm linh hồn của ta sao giang giật nội tâm cả kinh kém chút hồn phi phách tán nhưng cái này ngạc đầu quái vật là công kích linh hồn giờ khác này ở trong đầu của hắn hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể làm như vậy chừng mắt. Suy suy, ngạc đầu quái vật lần lượt xung kích hình kiếm linh hồn, lần lượt để giang giật linh hồn chấn động, hắn thân thể cũng đi theo nhoáng một cái, đau đến trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc, bất quá để hắn vui mừng chính là cái này ngạc đầu quái vật mỗi lần công kích linh hồn một lần, đều sẽ thu nhỏ, nguyên bản có ngón cái đại, biến thành ngón út lớn, đoán chừng tiếp tục công kích mấy lần, nó rất có thể hội biến mất. Âm, um, âm, um, âm, um, ngạc đầu quái vật tại linh hồn trong thức hải bay tới bay lui, lần lượt phó tới giang giật hình kiếm linh hồn để hắn đau đến khóe miệng quất thẳng tới tại tiếp tục công kích ba lần về sau cái này ngạc đầu quái vật rốt cục biến mất giang giật linh hồn kim quang cũng biến mất thức hải khôi phục bình tĩnh nguy hiểm thật nguy hiểm thật giang giật mở to mắt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nhẹ tay nhẹ hướng hỏa linh châu sờ soạc lần này nếu không phải có hỏa linh châu sợ là lại muốn xong đời dùng linh hồn của hắn cường độ không nói sụp đổ chí ít cũng sẽ thuộc tổn hại này hỏa long châu đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật lại có như thế cường đại thần thông không chỉ có thể thích hỏa, còn có thể bảo vệ linh hồn. Còn có hỏa long kiếm, trong thân kiếm cấm chế thế nhưng là chỉ có gần một nửa là tốt, như cấm chế toàn bộ chữa trị, này hỏa long kiếm uy lực nên lớn bao nhiêu chẳng lẽ này hỏa long kiếm cũng là siêu thánh khí hay là ngụy thần khí. Giang giật nhìn xem hỏa long kiếm cùng hỏa linh châu âm thầm kinh nghi, tề lão đã giới thiệu với hắn thoáng cái thế giới bên ngoài bảo vật. Cấp, ở bên ngoài thánh khí rất là bình thường, bình thường cao cấp điểm kim cương cảnh võ giả đều có thể có. Thánh khí phía trên là siêu thánh khí, cái này tương đối chân quý, giang giật đế cung liền là siêu thánh khí, chủ tùy lần trước nhìn thấy cũng muốn cướp đoạt. Siêu thánh khí phía trên, liền là ngụy thần khí, cái này trí bảo dị thường thưa thớt, cũng có được cường đại thần thông pháp lực, mỗi một kiện xuất hiện đều sẽ gây nên siêu cấp gia tộc tranh đoạt, cái này trí bảo cũng chỉ có cửu đế gia tộc và thượng cổ thế gia có được. Đương nhiên, trong truyền thuyết ngụy thần khí phía trên còn có thần khí, tỉ như huyền đế huyền thần đao, huyền thần khải, nhưng dù sao cũng là truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua, tự liền thiên tinh giới cửu đại trí tôn, cửu đế đều không ai có được. Hỏa long kiếm rõ ràng so thánh khí mạnh mẽ quá nhiều, hẳn là siêu thánh khí, còn như ngụy thần khí giang giật không dám suy nghĩ, dù sao nho nhỏ thiên tinh đại lục, làm sao có thể xuất hiện ngụy thần khí. chương 596 Thiên tri kiêu nữ Không nghĩ, trước mau chóng luyện hóa vô cực kính, lại đi tìm tới đường ra, nơi này quá kinh khủng, nếu là đến bên trên 10 con tám cái, thậm chí mấy chục con ngạc đầu quái thú, ta linh hồn này còn có thể chịu nổi. Nghĩ đến mấy chục con ngạc đầu quái vật cộng đồng công kích tình huống, giang giật đều không rét mà run. Vội vàng hồi tâm, tiếp tục luyện hóa vô cực kính, khối này tấm gương hẳn là loại hình phòng ngự bảo vật, cũng không biết là cái gì cấp bậc, bất quá xem tình huống ít nhất cũng là thánh khí A nếu là có thể phòng ngự linh hồn vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiếp tục luyện hóa, giang giật gia tăng nguyên lực quán chú tốc độ, tại sau nửa canh giờ, vô cực kính hơn phân nửa bộ đã lấp lánh quang hoa, lập tức có thể hoàn toàn luyện hóa. Lại tới, Giang giật giờ khác này nhưng lại không thể không dừng lại, bởi vì một trận u phong lại thổi tới, loại kia làm người ta cảm giác giận cả tóc gáy chiếm cứ hắn toàn bộ tâm linh. Hắn đột nhiên đứng dậy, hỏa linh châu bên trên quang mang lấp lánh, thần thức một lần lại một lần đảo qua, nhưng lại vẫn không có bất luận phát hiện gì. Ra, phía trước không gian hơi chấn động một chút, Giang giật hỏa linh châu bên trên lập tức toát ra một đoàn quỷ hỏa, Giang giật đột nhiên đánh ra mấy trường, quỷ hỏa bành trướng mà ra, hướng bay tới ngạc đầu quái vật gào thét mà đi. Chi chi, quỷ hỏa bao phủ ngạc đầu quái vật, lập tức để nó thống khổ không chịu nổi, phát ra từng tiếng tiếng rít chói tai, thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bất qua tốc độ nó quá nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua quỷ hỏa, lần nữa không có vào giang giật mi tâm. Tê, tê ngạc đầu quái vật đang trùng kích linh hồn, để giang giật đau đến không ngừng hít một hơi lãnh khí, nhưng hắn sắc mặt lại dễ dàng rất nhiều, bởi vì ngạc đầu quái vật tại xuyên qua quỷ hỏa về sau, thân thể đã nhỏ đi 2 phần 3, không đến ngón út thô, nhiều nhất công kích linh hồn mấy lần liền sẽ biến mất. Linh hồn bên trong công kích, Giang giật cũng không thèm để ý, hắn để ý là quỷ hỏa có thể tổn thương ngạc đầu quái vật cái này khiến hắn có chút một chút lòng tin, chỉ cần có thể kích thương, hắn đại vắt hết óc nghĩ thêm đến biện pháp, để quỷ hỏa tận khả năng đem ngạc đầu quái vật trọng thương, dạng này linh hồn tựu không đến mức bị kịch liệt công kích, sẽ không sụp đổ, hắn còn có sống tiếp hy vọng hy vọng luôn luôn có thể khiến người ta tràn ngập lòng tin cho người ta cầu sinh dục vọng cũng có thể khai quật tiềm năng của người các loại chờ ngạc đầu quái vật đánh sâu vào ba bốn lần biến mất về sau giang giật cái gì đều không nghĩ nhiều ngồi xếp bằng nhanh chóng luyện hóa vô cực kính sau gần nửa canh giờ vô cực kính bên trên toàn thân sáng lên một đạo nhu hòa quang mang phía trên cũng chuyển tới khí thức cường đại giang giật tại thời khắc này cùng vô cực kính có một tia liên hệ trong đầu của hắn nhiều một chút liên quan tới vô cực kính tin tức quả nhiên là loại hình phòng ngự bảo vật vẫn là một kiện siêu thánh khí đáng tiếc không thể phòng ngự linh hồn giang giật đem tin tức tiêu hao hoàn tất đôi mắt sáng lên bất quá rất nhanh ảm đạm xuống cái này vô cực kính có thể tự động tụ năng lượng thời khắc mấu chốt ngân cản thiên quân ngũ trọng cường giả một kích chí mạng đây đã là rất cường đại phòng ngự bảo vật nhưng đối với giang giật tới nói không có nửa điểm tác dụng đi hắn dừng một chút đứng dậy chậm rãi dọc theo phía trước cong cong tiểu đạo đi đến cái này hoàng tuyền lộ quá kinh khủng tuyệt đối không thể ở lâu, Giang giật có loại không hiểu cảm giác, nơi này cùng cầu nại hà đồng dạng, dừng lại thời gian càng lâu, chết được càng nhanh. Ông, cùng lúc đó, Bạch Ngọc Quảng Trường ở giữa trên truyền tống trận sáng lên một đạo Bạch Quang, rất nhanh ngưng tụ ra một bức tranh, một đạo cửa đá từ từ mở ra, một người mặc đại hồng bào con, ghim bím tóc mang theo xương thú dây truyền tả khí thiếu niên thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, vọt vào trong cửa lớn. Tà ra công tử tà phi xông qua cửa thứ nhất, Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên rất nhiều người đều cảm khái, bất quá thời gian đi qua hơn một canh giờ, mọi người ngược lại là không có gì quá kinh dị, ngược lại một bộ lẽ ra nên như vậy biểu lộ, dù sao tả phi thiên quân cảnh thực lực tại kia đặt vào. Ông, hình tượng vừa mới biến mất, trên truyền tống trận lại bạch quang lấp lánh, mà lại liên tiếp lóng lánh 5 lần. Vũ Nghịch, Đồ Long, Kiếm Đế Tôn Tử, Lăng Thất Kiếm Lăng Thi Nhã, Doãn Nhược Băng một đám người tiếp lấy xông qua cửa thứ nhất. Mấy người thần sắc đều rất bình thản, chỉ có lăng thi nhã hơi có chút chật vật, hiển nhiên không phải lăng thất kiếm trợ giúp, nàng muốn nhanh như vậy vượt quan thành công là không thể nào. Ha ha, lần này náo nhiệt, ta thiếu bọn người kỳ tài ngút trời, thực lực kinh thiên, không hổ là cửu đế gia tộc ưu tú nhất con em. Đúng vậy a, à, cũng không biết thứ tám kiện bảo vật rơi vào nhà nào. Ai cầm đều được, liền là đừng cho tiểu tử kia cầm là được. Người nói là cái kia sông địa ngục cấp cửa ải tiểu tử đừng có nằm mộng, giờ phút này hắn đoán chừng đều đã chết đi, trên hoàng tuyền lộ phệ hồn nạp đây chính là chuyên thôn phệ linh hồn, hắn không có linh hồn trí bảo, có thể chịu nổi mấy lần công kích. Lần này Bạch Ngọc Quảng Trường bên trong náo nhiệt, bên ngoài tụ tập hơn 100 người, top 5 top 3 vây tại một chỗ, hưng phấn nói chuyện với nhau, nghị luận ẩm ý, tựa hồ bọn hắn đang xông quan đoạt bảo. Để mọi người rất là ngoài ý muốn chính là kiếm đế tôn tử, hắn chỉ có 8 tuổi, thực lực cũng không có đạt tới thiên quân cảnh, có thể cùng cái khác danh môn con em cùng một chỗ thông qua, cái này khiến bên ngoài rất nhiều đại gia tộc công tử vì đó xấu hổ, bất quá nghĩ đến đây chính là kiếm đế tôn tử, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Cửu đế gia tộc thế nhưng là thường xuyên xảy ra một chút quái thai yêu nghiệt, Phật đế gia y thiền không lâu là một cái yêu nghiệt sao nàng thế nhưng là so mọi người dòng dã sớm hai canh giờ xông qua cửa thứ nhất. Ông, vào thời khắc này, ở giữa trên truyền tống trận lại sáng lên một đạo bạch quang, một màn hình tượng ngưng hiện, một đạo cửa đá ngay tại từ từ mở ra, một cái thiếu nữ tóc tím băng băng mà tới, mà bên người nàng không gian không ngừng chấn động, rất nhiều như u hồn ngạc đầu quái vật hướng nàng chen chúc mà đi. Chá, mọi người tựa như nghe được thiếu nữ tóc tím khẽ kêu một tiếng, trên người nàng lấp lánh xuất ra đạo đạo bạch quang, đúng là từng đầu kinh khủng lôi điện hóa thành điện xà tại nàng thân thể mềm mại bên trên vần quanh, mà những cái kia ngạc đầu quái vật đụng chạm lấy lôi điện toàn bộ phát ra im ắng kêu thảm, hóa thành bạch yên biến mất không thấy, thiếu nữ tóc tím cũng vọt vào đại môn, đại môn chậm rãi quan bế, Xoạt, bạch ngọc quảng trường bên trên triệt để sôi trào, y thiền thành công xuyên qua cửa thứ hai, đạt được 4 điểm điểm tích lũy, thu hoạch được thứ 8 kiện bảo vật. Ngắn như vậy thời điểm, 10 cái bảo vật tự có 3 kiện bị đoạt, cái này hoàn toàn ra khỏi mọi người ngoài ý liệu. Nếu là y thiền tiếp tục sinh mãnh như vậy vượt quan, sợ là sở hữu bảo vật đều sẽ bị một mình nàng độc tài. Mặt sau này bảo vật không có gì, chỉ là siêu thánh khí mà thôi, để tứ kiện cùng đệ tam kiện đều là ngụy thần khí A, vẫn là nguyên bộ, như y thiền có thể đoạt được, chiến lược tuyệt đối có bay vào tính tăng lên. Nếu là lại đoạt được kiện thứ hai bảo vật độn thiên thần ký, cùng xếp hạng thứ nhất khốn long thảo, để thể chất tiến một bước rèn luyện tăng lên, y thiền thành tựu không thể đoán trước, nói không chừng sẽ có có thể trở thành đời sau y gia tộc trưởng. Vô số mắt người mắt trở nên lửa nóng, y thiền rất điệu thấp, nghe nói còn không người nhìn qua mặt của nàng, nàng mang theo mặt nạ coi như trung giai thiên quân thần thức đều dò xét không được, bất quá y thiền mẫu thân nhưng mà năm đó nổi danh mỹ nhân, phụ thân nàng cũng có ngọc diện lang quân Mỹ danh, y thiền dáng dấp tuyệt đối không thể so với doãn nhược băng, lang thi nhã tranh lệch, thậm chí còn có thể càng xinh đẹp mấy phần. Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, cửu đế gia tộc Phật ra đời thứ ba ưu tú nhất con em, Phật đế thích nhất tôn nữ, nghịch thiên chiến lực. Y thiền tập thiên hạ nữ tử chi linh tú là một thân, cũng rất nhanh trở thành trên quảng trường vô số công tử đệ nhất nữ thần. Rất nhiều người bắt đầu ý dâm nếu là có thể đạt được vị này thiên chi kiêu nữ phương tâm, đời này sẽ như thế nào như thế nào chương 597, vệ hồn ngạc, a à, núi hoang trong đường nhỏ, nhanh chân hành tẩu giang giật dừng lại bước chân, giờ khắc này đầu óc hắn đột nhiên xuất hiện, bầu trời xuất hiện thiểm điện khe hở rơi ra vô cực kính một màn, bất quá lần này rơi xuống là một cái ngọc như ý, đồng thời trong đầu của hắn cũng xuất hiện một cái tin tức thứ tám kiện bảo vật bị người đoạt được. Mỗi một kiện bảo vật bị người thu hoạch được, ở bên trong vượt quan người đều lại có cảm ứng, giang giật trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai đoạt được cái kia ngọc như ý, cái kia ngọc như ý đến cùng có làm sao công dụng là siêu thánh khí vẫn là ngụy thần khí. Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, hắn không còn dám suy nghĩ nhiều, bởi vì phía trước chuyển đến một cỗ rét lạnh khí tức, không cần phải nói ngạc đầu quái vật lại tới công kích. Hừ, hắn hỏa linh châu bên trên sáng lên ba đám quỷ hỏa, tại ngạc đầu quái vật vệ hồn ngạc còn không có xuất hiện lúc, đột nhiên đánh ra một đoàn quỷ hỏa, hai tay múa, mặt khác hai đoàn quỷ hỏa nối gót mà đi. Lần này không ra ngoài ý liệu của hắn, ngạc đầu quái vật còn không có xuyên qua ba đám quỷ hỏa, thân thể đã hóa thành bạch yên, biến mất không thấy. Hô hô, đánh chết một đầu ngạc đầu quái vật, giang giật nội tâm cũng không có quá nhiều mừng rỡ, cái này sơn giã tiểu đạo quanh có khúc khuỷu, ai biết dài bao nhiêu phía trước lại có bao nhiêu ngạc đầu quái vật. Hắn hỏa linh châu bên trong u minh quỷ hỏa chỉ còn lại hơn một nửa một điểm, không sai biệt lắm cũng liền ba ngàn đoàn tả hữu nói một cách khác nếu có một ngàn con ngạc đầu quái vật đột kích hắn quỷ hỏa muốn tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó hắn lại dựa vào cái gì để ngăn cản còn có cái này u minh quỷ hỏa hắn nhưng là chỉ ở thiên tinh đại lục đoạt hồn cốc bên trong nhìn thấy qua một đường đến cũng không có nửa điểm phát hiện đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong nếu là tiêu hao sạch sẽ chiến lược của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều đi thời gian cấp bách giang giật không dám suy nghĩ nhiều nơi này càng ở lâu càng nguy hiểm hắn thần thức bốn phía tản ra bước nhanh hơn tiểu đạo là bùn đất đường gồ ghề nhấp nhô tiểu đạo hai bên đều là hoang sơn giã lĩnh không ai khói thậm chí không có sinh mệnh khí tức liếc nhìn lại hoàn toàn hoang lương rách nát một khí thế âm trầm còn quấn toàn bộ không gian nếu là tâm tính không cường giả sợ là tại cái này không cần ngạc đầu quái vật công kích cũng sẽ tươi sống biên mất vù vù giang giật tốc độ càng chạy càng nhanh nhưng đi một dặm đường tả hiếu bên phải hoang dã bên trong không gian lại bắt đầu ba động giang giật thần thức một mực tại bốn phía liếc nhìn sở dĩ cũng không có bối rối nhẹ nhõm đánh ra ba đám quỷ hỏa đốt diệt một cái ngạc đầu quái vật hưu hắn lần nữa ra tốc đem tốc độ tăng lên tới thần du cảnh nhất trọng tả hữu thân thể hóa thành tàn ảnh theo tiểu đạo phóng đi hắn không có mạo muội theo trên hoang dã hành tẩu nơi này đã có một con đường vậy đi bộ bên trên khẳng định hội an toàn hơn một chút suy suy phía trước hai bên trái phải không gian ba động giang giật sắc mặt biến đến ngưng trọng cũng không phải là e ngại cái này hai cái ngạc đầu quái vật mà là chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh theo hắn tiến lên, cái này ngạc đầu quái vật bắt đầu tăng nhiều, là hai cái, đợi lát nữa nói không chừng sẽ là ba con, bốn cái, 10 con, trăm con. Uống, phệ hồn ngạc sẽ xuất hiện, hai tay của hắn như thiểm điện múa, đột nhiên đánh ra sáu đám quỷ hỏa, hai cái phệ hồn ngạc còn không có vọt tới bên cạnh hắn tự phát ra từng tiếng làm người ta dùng mình thét lên, hóa thành bạch yên. Đi, sang giật tốc độ cao nhất chạy hết tốc lực, hắn đã không đi cân nhắc quỷ hỏa tiêu hao. Hắn chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến tiểu đạo cuối cùng, bằng không hắn đem chết ở đây. Hiu hiu hiu, nương theo lấy thân thể của hắn cấp tốc lao nhanh, khắp nơi không gian không ngừng ba động, từng cái phệ hồn ngạc xuất hiện, bắn thẳng đến giang giật mà tới. Quỷ hỏa, giang giật không còn đánh ra quỷ hỏa, bởi vì hắn phát hiện như thế tiêu hao đến sẽ nhanh hơn, hắn cấp tốc khống chế quỷ hỏa toát ra hỏa linh châu, đem hắn thân thể bao phủ đi vào, một tầng lại một tầng, trọn vẹn bao phủ ba tầng, đồng thời hắn thân thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy như điên. Kít, bốn phương tám hướng không gian đều không ngừng ba động, đếm không hết ngạc đầu quái vật hướng giang giật phóng tới, nhưng giang giật bên ngoài thân có ba tầng quỷ hỏa bao phủ, không có một cái ngạc đầu quái vật xông qua quỷ hỏa vòng bảo hộ tiến vào trong đầu của hắn, ngược lại từng cái phệ hồn ngạc bị đốt thành bạch yên, bọn chúng trước khi chết thét lên vang vọng khắp nơi, để cái này hoang trong cổ càng lộ vẻ kinh dị. Dạng này không được a, à, quỷ hỏa tiêu hao quá nhanh. Làm sao lại thoáng cái có nhiều như vậy ngạc đầu quái vật? Lao nhanh ra ngoài khoảng 10 dặm, giang giật âm thầm kêu khổ, quỷ hỏa tại đốt xiết phệ hồn ngạc, tương đối phệ hồn ngạc cũng đang tiêu hao quỷ hỏa, chỉ là 10 dặm đường trình, hắn ít nhất gặp gần ngàn con ngạc đầu quái vật tập kích, quỷ hỏa cũng tiêu hao mấy trăm đoàn. Phía trước tiểu đạo vẫn như cú quanh co khúc khuỷu dọc theo đi phương xa, ai biết vẫn còn rất xa nhiều như vậy ngạc đầu quái vật, hắn một khi không có quỷ hỏa hộ thể, tuyệt đối sẽ lập tức bị công kích đến linh hồn sụp đổ mà chết. Lên lên lên, đã dạng này, Giang giật lại có thể nào dừng lại chỉ có thể hy vọng xa vời cái này tiểu đạo không có dài như vậy, tại quỷ hỏa tiêu hao trước, chạy đến cuối cùng. 20 dặm, 30 dặm, 50 dặm, Giang giật không dám tiếp tục chạy, quỷ hỏa đã tiêu hao 3 phần 2, nhưng hắn thần thức có thể dò xét, phía trước tiểu đạo vẫn không có cuối cùng, thần trí của hắn dò xét khoảng cách rất xa, ít nhất có thể dò xét 2-30 dặm, mà hắn quỷ hỏa chỉ có thể kiên trì xa như vậy. Ngừng, hắn bất đắc dĩ ngừng lại, muốn nhìn một chút sau khi dừng lại, cái này ngạc đầu quái vật phải chăng còn sẽ như thế nhiều. Xuy suy bốn phía không gian ba động, mấy chục đầu phệ hồn ngạc phá không mà đến, tại bị quỷ hỏa đốt diệt về sau, khắp nơi không gian lại an tĩnh lại, để giang giật treo giữa không trung tâm cũng rơi xuống, xem ra chạy càng nhanh hơn hấp dẫn ngạc đầu quái vật càng nhiều a à. Làm sao bây giờ, giang giật không còn khống chế hỏa linh châu tuôn ra quỷ hỏa, bên ngoài thân quỷ hỏa cũng tự động bị hấp thu đi vào, hắn chậm rãi tiến lên, con người lấp lóe không ngừng, nghĩ biện pháp phá cục hắn người này có một cái cực kỳ tốt đặc tính càng là nguy cơ tình huống càng là tỉnh táo đầu cũng chuyển động đến càng nhanh hắn vẻn vẹn đi ba bước não hải chuyển động mấy trăm lần đúng lúc này hai cái ngạc đầu quái vật bay vụt mà đến hắn con ngươi quang mang lóe lên có một thứ đại khái phương hướng linh hồn của hắn hẳn là ngăn không được số lớn ngạc đầu quái vật tập kích muốn bình an đi qua địa phương quỷ quái này chỉ có nghĩ biện pháp nhẹ nhõm đánh giết những này phệ hồn ngạc hắn có rất nhiều thủ đoạn nhưng có thể đánh giết ngạc đầu quái vật chỉ có quỷ hỏa cùng cửu thiên tinh thần chi lực, cái sau không cần suy nghĩ, quá chân quý, cũng là hắn sau cùng át chủ bài, số lượng ít đến thương cảm. Như vậy chỉ có dựa vào còn sót lại không nhiều quỷ hỏa. Sở dĩ hắn cần phải làm là dùng ít nhất lượng quỷ hỏa, theo thành lớn nhất lực sát thương, đánh giết tận khả năng thêm phệ hồn ngạc, đây là hắn duy nhất có thể tự cứu biện pháp. Đánh ra một đoàn quỷ hỏa, đem kia hai cái ngạc đầu quái thú diệt sát về sau, hắn đột nhiên tại nguyên chỗ đứng thẳng, con mắt cũng nhanh chóng nhắm lại trên người hắn khí thức cũng biến thành như có như không cả người nhìn tựa hồ yên lặng tại một loại không hiểu trong trạng thái một lát sau trên người hắn khí thức càng ngày càng quái dị cả người tựa hồ cùng phương thiên địa này hòa làm một thể từ xa nhìn lại cũng không cảm thấy có người đứng tại kia ngược lại giống như một cái thạch đầu một cái cây rất là tự nhiên hắn thân thể vào thời khắc ấy cũng động nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến ánh mắt của hắn vẫn là nhắm nhưng hành tẩu gập gành trên đường nhỏ là như vậy phiêu giật như vậy tự nhiên, tựa như một mảnh lá cây ở giữa không trung phiêu linh. chương 598, Hào Môn Con Em Nội Tình Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn ý đồ dung hợp thiên địa này, tại từ thiên địa bên trong tìm kiếm thời cơ, tìm kiếm những cái kia ngạc đầu quái vật sơ hở, tìm kiếm một loại hoàn mỹ đánh giết những quái vật này biện pháp, tiếp theo phá cục sống sót. Suy suy, nương theo hắn thân thể khẽ động, tiểu đạo phía trước hai nơi không gian ba động, hai cái dữ tợn đáng sợ ngạc đầu quái vật xuất hiện, bắn thẳng đến hắn mà tới. Hắn biểu lộ không có nửa điểm biến ảo, con mắt cũng không có mở ra, thậm chí khí tức trên thân đều không có một tia ba động, chỉ là hỏa linh châu phát sáng lên, tiện tay bắn ra một đoàn quỷ hỏa, kia hai cái phệ hồn ngạc liền mang theo rú thảm hóa thành cho tàn. A, à, cái này thiên nhân hợp nhất trạng thái tiến dài về sau, ta cùng thiên địa này cảm giác càng thân cận, thiên địa này cũng càng thêm rõ ràng, càng thêm thấu triệt. Giang giật mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng, nội tâm lại là kinh dị liên tục, tại trên cầu nại hà hắn vô ý sẽ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đối loại trạng thái này cảm mộ đến sâu hơn một chút. Trước kia nằm trong loại trạng thái này hắn là không thể động, nhưng lần này hắn không chỉ có thể khống chế thân thể di động, ngược lại cảm giác nằm trong loại trạng thái này, hắn khống chế thân thể sẽ càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm hài lòng, tựa như một trận gió quét ở trong thiên địa. Tại thời khắc này, hắn cảm giác chính mình là phiến thiên địa này, kia phụ cận một phương thiên địa hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, thậm chí hắn cảm giác thân thể của mình không phải là của mình mà là thiên địa này bên trong một mảnh cây nhỏ diệp một cái tiểu thạch đầu hắn có thể tùy ý khống chế suy suy phía trước hai nơi không gian lần nữa sóng gió nổi lên còn không có động giang giật liền có thể cảm ứng được không gian đang chấn động hắn có thể tinh tường phải xem đến một cái xấu xí quái vật phá không mà ra kia mỏ nhọn răng nanh mắt đỏ thấy làm người sợ hãi chết tâm hắn niệm khẽ động một tay đột nhiên vung lên một đoàn quỷ hỏa gào thét mà ra tại ngạc đầu quái vật vẫn chưa hoàn toàn chui ra ngoài lúc, tự dùng quỷ hỏa đem hắn bao quanh bao phủ. Chi chi, ngạc đầu quái vật rú thảm, hơi mở thân thể mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, tại thân thể hoàn toàn xuyên qua quỷ hỏa về sau, đã nhỏ đi một nửa. Giang giật tiện tay đánh ra một đoàn quỷ hỏa về sau, vệ hồn ngạc liền chết. Tốt, Giang giật trong lòng âm thầm vui mừng, hắn lần này tốc độ công kích chậm, nếu là lại nhanh một phần, tại cái này phệ hồn ngạc xuất hiện trước đó, trực tiếp đánh ra một đoàn quỷ hỏa, chờ quái vật này theo trong không gian ra liền có thể sống sống tiêu chết. Nói một cách khác hắn chỉ cần tiêu hao một đoàn quỷ hỏa là có thể đem một cái phệ hồn ngạc đánh giết mà trước kia cần ba đám. Hưu, sang giật một bên nhẹ nhàng bay đi, một bên đánh giết bốn phía xuất hiện ngạc đầu quái vật, hắn động tác càng ngày càng phiêu giật, công kích hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Một nén nhang về sau, không gian còn không có ba động, hắn không ngờ trải qua rồi phóng thích công kích, thường thường phệ hồn ngạc còn không có xuất hiện, quỷ hỏa đã tới chỗ kia không gian, chờ quái vật chui ra ngoài về sau, trong nháy mắt liền sẽ bị quỷ hỏa đánh giết. Ưm, ừ, hiệu suất này cao hơn, đáng tiếc ta tỉnh ngộ đã quá muộn, quỷ hỏa lãng phí nhiều lắm. Giang giật âm thầm tiếc rẻ, sự tình đến một bước này hối hận cũng đã muộn, chỉ có nghĩ biện pháp đền bù, nghĩ biện pháp dùng càng ít quỷ hỏa đánh giết tận khả năng thêm ngạc đầu quái vật. Đương nhiên nếu là có thể nghĩ ra những biện pháp khác, đó cũng là cực tốt. Hắn hướng phía trước hành tàu tốc độ bắt đầu trở nên chậm, mặc dù hắn biết rõ thời gian kéo càng lâu càng nguy hiểm, nhưng nếu là không muốn ra biện pháp, hắn là tuyệt đối đi không đến hoàng tuyển lộ cuối cùng. Giang giật không biết là, hắn chỗ núi hoang bên trên, kỳ thật một bên khác còn có hai đầu đồng dạng quanh co khúc khuỷu tiểu đạo. Ba đầu tiểu đạo uốn lượn vạn lý, cuối cùng thông hướng ba tòa cửa đá, ba đầu tiểu đạo cũng không trùng hợp, bất quá khoảng cách cũng không tính quá xa. Đương nhiên, không người nào dám theo một cái lối nhỏ xuyên qua mặt khác một cái lối nhỏ bên trên, bởi vì vừa rời đi tiểu đạo, ngạc đầu quái vật công kích sẽ cường đại gấp 10. Giờ phút này ở giữa trên đường nhỏ có mấy cái công tử tiểu thư ngay tại lao nhanh, mà bốn phía không gian không ngừng ba động, cùng giang giật vừa rồi lao nhanh lúc đồng dạng, vô số phệ hồn ngạc mang theo từng đợt bén nhọn tiếng xé gió, từng đợt âm phong hướng mọi người gào thét mà tới. Mấy vị này công tử thần sắc rất là nhàn nhã, phía trước nhất một người mặc đại hồng bào con, cách ăn mặc quái dị công tử thậm chí không lọt vào mắt những này phệ hồn ngạc, thân thể hóa thành tàn ảnh dùng tốc độ kinh khủng hướng phía trước bay đi, Ô ô, những cái kia phệ hồn ngạc xung kích ở trên người hắn lúc, trên cổ hắn xương thú dây truyền hội sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, mỗi lần phệ hồn ngạc khẽ dựa gần, bị hồng quang bao phủ sẽ phát ra từng tiếng kêu thảm, trong nháy mắt tử vong. Áo bào đỏ công tử tự nhiên là tà đế tôn tử tà phi, hắn đi tại phía trước nhất, đã bôn tẩu mấy ngàn dặm lộ trình, vô luận lại nhiều phệ hồn ngạc tập kích, hắn đều làm như không thấy, một mực bằng nhanh nhất tốc độ lao nhanh. Tà phi đằng sau mấy trăm dặm thì là vũ nghịch, hắn mang theo bốn tên thiên quân cường giả thị nữ, một đường chạy như điên, hắn cũng căn bản coi thường bốn phía phệ hồn ngạc, kia bốn tên thiên quân thị nữ đứng tại hắn trước sau tứ phương, trong tay phân biệt cầm một cái khí thức kinh khủng nguyễn kiếm, tại phệ hồn ngạc đánh thẳng tới lúc, bốn thanh nguyễn kiếm múa, mang theo từng đạo yêu diễm hồng quang, nhẹ nhõm đem từng cái quái vật đánh giết. Nguyễn kiếm là màu trắng, phát ra kiếm quang lại là màu đỏ mà lại cái này phệ hồn ngạc rõ ràng là linh hồn thể quái vật, cũng không có thực thể, nhưng bị Nguyễn kiếm đâm chúng đồng dạng hôi phi yên diệt. Không thể không nói cái này bốn tên thiên quân thị nữ cường đại, đương nhiên trong tay các nàng Nguyễn kiếm cũng sẽ không bình thường. Vũ nghịch hậu phương chính là một cái khôi ngô thanh niên, mặc một thân gia thú chiến giáp, hắn cái này gia thú hẳn không phải là phổ thông gia thú, rất rõ ràng là một loại thượng cổ đại yêu gia chế. Gia thú chiến giáp thành cho màu nâu, phía trên có từng đạo thần bí ấn ký, không biết là dùng thủ pháp đặc biệt ra chỉ cường đại cấm chế ở bên trong, chiến giáp khí thức dọa người. Tại phệ hồn ngạc bay tới lúc, gia thú chiến giáp sẽ tự động sáng lên, đem thân cao đạt tới 7-8 trượng thanh niên bao phủ đi vào, những cái kia phệ hồn ngạc đụng vào hắc quang cũng sẽ trong nháy mắt chết đi, khôi ngô thanh niên mang theo một trận cuồng phong chạy như bay. Khôi ngô thanh niên về sau, là kiếm đế tôn tử, cái kia 7-8 tuổi hài đồng. Cái này hài đồng ra miệng thịt mềm rất là thanh tú đáng yêu, làm lòng người sinh hảo cảm hắn tựa như một cái da du ngoạn hài đồng một đường lanh lợi rất là khoan khoái trên người hắn rõ ràng cũng có trí bảo kia là trên người hắn màu vàng quẻ bào cái này áo choàng sáng lên hoàng quang nhàn nhạt, nhạt để phệ hồn ngạc căn bản là không có cách tới gần kiếm đế tôn tử sau lưng cách đó không xa là một cái để chân trần thiếu nữ thiếu nữ này càng là quỷ dị nàng đi chân trần nhẹ nhàng hành tẩu ở trên đường nhỏ mỗi lần hành tẩu một bước thân thể hội biến mất trên không trung nàng không phải chân chính biến mất chỉ là thân thể biến thành hơi mờ, để những cái kia phệ hồn ngạc căn bản tìm không thấy địch nhân, không có cách nào công kích, nàng tựa như một cái chân chính u hồn nhanh chóng hành tẩu, mắt thấy là phải vượt qua kiếm đế cháu. Doãn nhược băng phía sau là lăng thất kiếm huynh muội hai người tốc độ cũng không tệ, lăng thi nhã căn bản không cần động thủ, lăng thất kiếm bên người luôn luôn có một cái màu trắng ngọc kiếm vần quanh hai người phi hành, phàm là tới gần hai người phệ hồn ngạc nhẹ nhõm sẽ bị ngọc kiếm chém giết. Người liên can như gió chỉ điện giật ở trên đường nhỏ lao nhanh, tốc độ như kinh hồng, Giang giật sớm vào đây lâu như vậy, giờ phút này còn chưa đi tiểu học toàn cấp đạo một phần 10 lộ trình, đám này công tử tiểu thư cũng đã đi một nửa lộ trình. Sự thật cũng chứng minh, cửu đế con em của gia tộc có nội tình, xa xa không phải Giang giật loại này từ nông thôn tới dế nhũi có thể so sánh. chương 599, Anh Hùng mặt Lộ, ông, Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên quang mang lấp lánh không ngớt, ở giữa trên truyền tống trận không ngừng ngưng tụ ra một vài bức hình tượng. Tà phi bọn người lần lượt mặc cửa thứ hai, theo cửa thứ nhất đến cửa thứ hai, mọi người vẻn vẹn hao tốn hai ba canh giờ, có thể nói thế như trẻ tre, cũng làm cho mọi người kiến thức công tử nhà giàu tiểu thư vô song phong thái. Mọi người qua cửa ải, để bạch ngọc quảng trường bên trên náo nhiệt thật lâu, y thiền một ngựa đi đầu, nhưng về sau lại yên lặng, không còn có phá quan tin tức, hiển nhiên bị ngăn cản tại cửa thứ ba. Còn giang giật, mọi người đã không còn quan tâm, lâu như thế thời gian còn không có bất cứ tin tức gì, tại mọi người xem ra, hắn đã chết tại phệ hồn ngạc trên tay. Giang giật không có danh tiếng gì, khẳng định không phải siêu cấp gia tộc tử đệ, nhìn từ bề ngoài thực lực lại chỉ có kim cương cảnh nhất trọng tả hiếu, hắn coi như đi vận khí cứt cho có thể xông qua cửa thứ nhất, trong lòng mọi người cũng là xem thường hắn. Tới tới tới, đặt cược, cửa cái thứ nhất xông qua cửa thứ ba người. Ta cược y thiền tiểu thư, y tiểu thư đã vào cửa thứ ba đã lâu như vậy, đoán chừng giờ phút này đều nhanh đến cửa ra, y tiểu thư tất thắng. Hừ hừ, cũng không hẳn vậy, y tiểu thư lâu như vậy còn không có tin tức, khẳng định là gặp đại phiền toái, ta cực tả phi công tử. Ta hạ kiếm thiếu, ha ha, nói thật cho người biết đi, kiếm thiếu thế nhưng là vạn năm khó khăn ra thật linh thể, trên người hắn cây sáo các ngươi thấy không đây chính là năm đó kiếm đế tung hoành đông hoàng đại lục câu hồn sáo, đây chính là ngụy thần khí, vẫn là thiên hạ thập đại binh khí một trong, có như thế chí bảo, kiếm thiếu một nhất định có thể quá quan trảm tướng, đoạt được khốn long thảo cùng độn thiên thần kỹ. Ta cực nữ thần của ta như băng tiểu thư phía ngoài một đám người rảnh đến nhức cả trứng bắt đầu nhao nhao đánh cược phi kỵ cùng phi thiên cũng cảm giác chờ lấy nhàm chán tại cái này cũng không thể an tâm tu luyện phi kỵ dứt khoát đứng lên quát khẽ nói chư vị phi kỵ nói thế nào đều là chủ nhà nếu không cái này cửa để ta làm không nói nhiều hai vạn thiên thạch ta còn là cầm được ra chư vị cứ việc đặt cược phi kỵ tuyệt không quyệt nợ soạt nguyên bản đặt cược đánh cược đều là tiểu đả tiểu nháo nói đùa lần này phi kỵ xuất thủ đây chính là đến thật Phi kỵ làm phi mã hoàng triều đại hoàng tử, phi ra đời kế tiếp người thừa kế, thân phận địa vị rất tôn vinh, mà lại một hơi cũng lấy ra hai vạn thiên thạch, cái này khiến mọi người thoáng cái hào hứng tăng vọt, phi thường náo nhiệt. Phi thiên tới hào hứng, khoát tay chặn lại cao giọng nói, chư vị, nhưng có người xuống địa ngục cấp cửa ải tiểu tử ta tư nhân bắt đầu phiên giao dịch, hắn như xông qua cửa thứ hai, ta một bồi năm, nếu là xông qua cửa thứ ba một bồi mười, nếu có thể xông qua cửa thứ tư một bồi hai mươi, cửa thứ năm một bồi năm mươi nếu có được đến khốn long thảo, một bồi một trăm như thế nào? Xoạt, quảng trường thoáng cái sôi trào, phi thiên cái này tỷ lệ đặt cược quá cao, để mọi người rất là tâm động, nếu là giang giật có thể được đến khốn long thảo, một trăm thiên thạch thế nhưng là biến thành một vạn thiên thạch, cái này mua bán có lời A. Sở dĩ mặc dù rất nhiều người cho rằng giang giật cửa thứ hai đều sông không qua, nhưng đều ôm may mắn, vạn nhất trong lòng đặt cược, cũng không có hạ quá nhiều, mấy mười ngày thạch, 100 thiên thạch dưới, tổng hợp xuống tới cũng có hơn 1.000 mai thiên thạch. Phi kỵ nhướng mày, có chút không vui, nhưng Phi Thiên đã mở miệng, hắn cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, chỉ là truyền âm nói, Phi Thiên, người việc này quá lỗ máng. Phi Thiên không thèm để ý chút nào truyền âm nói, đại ca, ta cùng tiểu tử này giao thủ qua, thực lực mặc dù có chút quái dị, nhưng không tính quá mạnh, hắn tuyệt đối liền cửa thứ hai đều xông không qua, tin tưởng ta. Ừm, um, Phi kỵ nhẹ gật đầu không nói thêm lời bất quá nội tâm luôn có một tia nhàn nhạt, nhạt lo lắng, nếu là giang giật nghịch thiên, độc chiếm khốn long thảo, bọn hắn phi ra nhưng là muốn bồi 10 vạn thiên thạch, đến lúc đó đoán chừng cha của bọn hắn đều muốn thổ huyết. Giang giật không có nghịch thiên, ngược lại hắn hành tàu tốc độ càng ngày càng chậm, theo cái tốc độ này đi xuống, hắn muốn xông qua cửa thứ hai ít nhất 20 ngày trở lên. Không bằng hắn trên mặt không có nửa điểm lo lắng, vẫn như quốc tiến vào loại kia thần kỳ thiên nhân hợp nhất trạng thái, thân thể của hắn như nhẹ hồng phiêu giật, hai tay cũng như đang gảy đàn không ngừng huy động rất là yêu nhã cùng nhẹ nhàng hỏa linh châu bên trong thỉnh thoảng lóe sáng thoáng cái một đoàn u u quỷ hỏa xuất hiện hai tay của hắn nhanh chóng quấy nhập quỷ hỏa bên trong đem kia một đoàn quỷ hỏa chia làm hai phần tiếp lấy hai tay lại lấp lóe không ngớt kia nhảy vọt quỷ hỏa tại hai tay của hắn múa phía dưới bắt đầu biến hình biến thành hai đầu nho nhỏ ngọn lửa suy suy hai tay của hắn hất lên hai đầu ngọn lửa hướng phía trước không gian gào thét mà đi vừa vặn kia hai nơi không gian ba động hai đầu phệ hồn ngạc xuất hiện cùng hai đầu quỷ hỏa biến thành hỏa xà chạm vào nhau phệ hồn ngạc cùng hỏa xà đều nhanh nhanh thu nhỏ cuối cùng đồng quy vô tận đều biến mất trên không trung xong rồi giang giật đại hỷ điều nghiên hai canh giờ hắn rốt cuộc thành công sáng tạo ra một môn võ kỹ một môn có thể khắc chế phệ hồn ngạc võ kỹ hắn trước kia đối phó một đầu phệ hồn ngạc cần ba đám quỷ hỏa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái sau chỉ cần một đoàn sáng tạo ra môn võ kỹ này một đoàn quỷ hỏa lại có thể đánh giết hai đầu phệ hồn ngạc hắn còn thừa lại gần ngàn đoàn quỷ hỏa một đoàn quỷ hỏa diệt sát hai đầu hắn cũng liền có thể đánh giết hai ngàn đầu phệ hồn ngạc đương nhiên đây là hắn bảo trì tốc độ tình huống dưới giống như hắn một đường bằng nhanh nhất tốc độ lao nhanh không ra thời gian một nén nhang hắn còn lại quỷ hỏa sẽ tiêu hao hết đi hắn không biết đường phía trước còn có bao nhiêu cái này ngàn đám quỷ hỏa có thể hay không trèo trống đến tiểu đạo cuối cùng nhưng hắn giờ phút này vô kế khả thi chỉ có một đường chậm rãi đi đến, một đường từ từ suy nghĩ lấy biện pháp. Một ngày, ba ngày, năm ngày, Giang giật đi về phía trước hơn hai ngàn dặm, quỷ hỏa còn lại năm trăm đoàn, hắn vẫn là không nghĩ ra đối phó phệ hồn ngạc những biện pháp khác, cửu thiên long viêm uy lực hoàn toàn không đủ, địa hỏa chớ nói chi là. Cái này phệ hồn ngạc không có thực thể, căn bản là không có cách công kích nó, quỷ hỏa nó đều có thể xuyên qua, chớ nói chi là cái khác công kích. Sát lục chân ý hắn cũng nếm thử thả ra, nhưng cuối cùng không có nửa điểm hiệu quả. Mười ngày về sau, Giang giật đi về phía trước hơn bốn ngàn dặm, quỷ hỏa không đến một trăm đoàn, nương theo lấy thời gian rời đổi cùng càng chạy càng xa, vệ hồn ngạc công kích tần suất càng ngày càng cao. Thường thường mỗi lần đều sẽ có bốn năm con thậm chí bảy, tám cái vệ hồn ngạc đồng thời công kích, Giang giật kêu khổ không chịu nổi chỉ có thể toàn lực phóng xuất ra từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa, tại phân giải thành từng đầu hỏa xà chống cự. Nếu không phải có thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể sớm thấy rõ phệ hồn ngạc xuất hiện, giang giật tin tưởng hắn giờ phút này đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Cùng nhau đi tới, hắn thấy được rất nhiều hài cốt, hắn biết rõ như trong một ngày còn nghĩ không ra biện pháp, hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành ven đường một cỗ mới hài cốt. Hiu hiu hiu, phía trước không gian 78 chỗ không gian lần nữa sóng gió nổi lên, giang giật đã sớm như thiểm điện đánh ra 78 đầu hỏa xa, mà vừa chờ hắn đánh giết cái này 78 đầu phệ hồn ngạc, hắn mới vừa đi ra mấy bước, phía trước một mảnh không gian lần nữa sóng gió nổi lên. Ai, phía trước vừa vẫn có hai cỗ hài cốt, bốn phía âm phong trận trận, giang giật trong đầu không hiểu có loại anh hùng mạt lộ cảm giác, chẳng lẽ hắn giang giật táng thân chỗ, chính là đầu này vĩnh viễn đi không đến cuối hoàng tuyền lộ. Cắt cắt chương 600, mệnh môn, ông, bạch ngọc quảng trường ở giữa truyền thống trận phía trên bạch quang đột một lấp lánh, đem vô số người cả kinh đứng lên, hơn 100 đôi mắt đều khóa chặt chỗ kia không gian, rất nhanh mọi người con người đều phát sáng lên. Một tòa cửa đại cửa đá từ từ mở ra, cửa ra vào một người mặc đại hồng bào con tuổi trẻ công tử ngạo nghễ đứng thẳng, tại đại môn mở ra về sau, hắn không có nhanh chóng tiến vào, ngược lại quay đầu nhìn đằng sau một chút, tấm kia trên mặt anh Tuấn đều là tà khí ý cười. Hiu, tà khí công tử phi thân đi vào, đại môn chậm rãi quan bế, không trung hình tượng tan biến vô ngân. Xoạt, quảng trường thoáng cái sôi trào, mặc trước hết qua cửa thứ ba lại không phải Y Thiền, mà là Tả Phi Công Tử. Phải biết Y Thiền thế nhưng là sớm tiến vào cửa thứ ba mấy canh giờ, mà lại bắt đầu nàng khí thế một đi không trở lại quá mạnh, để mọi người cho là nàng nhất định có thể một đi ngang qua quan trảm tướng, xa xa dẫn trước. Xong qua cửa thứ ba, kia mang ý nghĩa Tà Phi điểm tích lũy đạt đến 6 giờ, mang ý nghĩa Tà Phi có thể độc chiếm hai kiện bảo vật. Cái thứ nhất đạt được 5 điểm điểm tích lũy người nhưng phải thứ 6 kiện bảo vật, cái thứ nhất đạt được 6 giờ điểm tích lũy nhưng phải thứ sáu kiện bảo vật. Tà Phi mặc dù chỉ là xông qua cửa thứ ba nhưng hắn lại đạt được hai kiện bảo vật. Thứ sáu kiện cùng đệ thất kiện bảo vật cũng là siêu thánh khí, mặc dù không tính quá chân quý, nhưng này cũng là siêu thánh khí A. Trên quảng trường rất nhiều công tử tiểu thư thế nhưng là một kiện đều không có, đoán chừng cũng chỉ có phi kỵ loại thân phận này mới có thể có được. Tà Phi một người lại đạt được hai kiện, người nói mọi người làm sao không đỏ mắt. Y thiền sớm mấy canh giờ tiến vào cửa thứ ba, giờ phút này vẫn còn không tin tức, cũng làm cho trong mọi người tâm lo lắng. Như thế khuynh thế hồng nhan nếu là vẫn lạc tại cửa thứ ba, vậy sẽ để vô số công tử tan nát cõi lòng. Sau nửa canh giờ, tại mọi người vừa mới bình tĩnh trở lại, cái thứ hai trên truyền tống trận lại sáng lên, lần này để mọi người càng thêm mơ hồ, bởi vì cái thứ hai xông qua cửa thứ ba đúng là doãn nhược băng, y thiền thế mà còn không có qua cửa ải. Một canh giờ sau, trên truyền thống trận uổng phí lóng lánh hai lần bạch quang vũ nghịch mang theo hai vị thị nữ thành công qua quan kiếm đế tôn tử theo sát phía sau vũ nghịch lần này mang vào bốn vị thiên quân thị nữ bốn người này đều là luyện hóa đạo văn mảnh vỡ thực lực không tính quá cao nhưng ở cửa thứ ba bên trong chết đi hai người có thể tưởng tượng cửa thứ ba kinh khủng đến cỡ nào lòng của mọi người cũng treo lên là thiếu nữ tóc tím kia lo lắng có các vị cùng y ra có thiên ti vạn lũ quan hệ gia tộc tử đệ càng là quỳ xuống cầu nguyện là y thiền cầu phúc Đại nửa ngày sau, trên truyền tống trận quang mang lấp lánh, một cái thiếu nữ tóc tím rốt cục suốt chúng tầm mắt của người bên trong, để rất nhiều công tử đều kinh hô lên, bởi vì y thiền một bộ bạch bào đều là huyết, rất nhiều chỗ đều rách tung tóe, lộ ra ra thịt tuyết trắng, phía trên cũng là từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, nàng đi đường đều có chút thất tha thất thiểu, làm người ta thấy đau lòng. Tiểu thư, có mấy cái cùng y ra có quan hệ thiếu niên thiếu nữ cũng nhịn không được rơi lệ, bất quá y thiền có thể còn sống xông qua cửa thứ ba, kia đại biểu sinh mệnh không lo, chỉ cần có thể xông qua cửa thứ ba, vậy sẽ có thể truyền tống ra, an toàn rời khỏi đoạt bảo. Y thiền thụ thương, để lần này đoạt bảo cũng biến thành khó bề phân biệt, cuối cùng ai có thể đoạt được còn lại mấy món bảo vật, quản chi là chỉ có lão thiên biết rõ. Thứ sáu kiện, để thất kiện bảo vật bị đoạt, tại tà phi xông qua cửa thứ ba về sau, giang giật trong đầu hiện lên một hình ảnh, bầu trời vỡ ra một vết nứt, hai kiện bảo vật bay vụt mà xuống, để hắn hơi chấn động một chút, vào thời khắc ấy đều thối lui ra khỏi thiên địa hợp nhất trạng thái. Ngoá, nhìn thấy bốn phương tám hướng có bảy tám chỗ không gian ba động, giang giật bị hù dọa, hắn chỉ có thể đem gấp còn lại mấy chục đoàn quỷ hỏa toàn bộ phóng xuất ra, đem tự thân bao quanh bao phủ, đồng thời nhanh chóng tiến vào thiên địa hợp nhất trạng thái, bằng không hắn sẽ lập tức ngòm củ tỏi. Bảo vật bị người sở đoạt, cái này cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn đều lập tức sẽ chết rồi, lại còn hữu tâm đi để ý bảo vật không thể không nói bảo vật này đối võ giả sức hấp dẫn chi lớn. Chi chi, bảy, tám cái phệ hồn ngạc xuyên qua quỷ hỏa, còn không có bắn vào giang giật mi tâm, tự toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi, quỷ hỏa cũng tiêu hao một đoàn, chỉ còn lại không tới 40 đoàn. Giang giật đứng tại chỗ không còn hành tẩu, trong đầu một mảnh mờ mịt, không biết nên đi con đường nào. Suy suy, cho dù là giang giật bất động, mỗi lần một lát nữa bốn phía không gian lại sóng gió nổi lên, bảy, tám cái phệ hồn nạc mang theo khí thức tử vong hô hô bay tới, giang giật đều chẳng muốn công kích, trực tiếp khống chế quỷ hỏa bảo vệ toàn thân, mặc cho phệ hồn nạc công kích. Theo thời gian trôi qua, từng lớp từng lớp phệ hồn nạc công kích, giang giật quỷ hỏa càng ngày càng ít, lại giảm bớt đến 20 đoàn lúc, những cái kia phệ hồn nạc rốt cục có thể xuyên thấu quỷ hỏa phòng ngự, tiến vào linh hồn bên trong bắt đầu công kích linh hồn của hắn, chờ linh hồn hắn không chịu nổi sụp đổ về sau, lại thôn phệ linh hồn của hắn. Ông, Hỏa Linh Châu bên trong truyền đến năng lượng, để giang giật linh hồn kim quang đại thịnh kia bảy tám cái phệ hồn ngạc mặc dù đều tiến vào hắn linh hồn bên trong nhưng bởi vì bị quỷ hỏa đốt cháy một vòng đều nhỏ đi 2 phần ba sở dĩ công kích lực độ không coi là quá lớn giang giật linh hồn lần lượt bị sung kích để hắn đau đến ôm đầu kêu rên cuối cùng nhưng vẫn là không có thể làm cho linh hồn hắn sụp đổ tt giang giật một cái chân quỳ một chân trên đất mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn nuốt dịch hình đan đã ba ngày hắn biến trở về bộ dáng lúc trước trên gương mặt thanh tú rất là yếu ớt hắn nhe răng nhếch miệng nhìn qua mở tối bầu trời thầm mắng huyền đế lão nhân ra người làm thứ quỷ gì a à? bọn hậu bối vào đây tầm bảo ngươi không cần thiết cả đám đều giết chết a à, lão nhân ra người nghe nói đã phi thăng vậy ngươi cũng không cần đến nhiều người như vậy cho ngươi chôn cùng a à. bản thân một câu không cam lòng phàn nàn lại làm cho giang giật giật mình hắn thất thần thì thào giết chết giết chết không sai a à. huyền đế lưu lại cung điện này cái này thần kỳ cấm chế hẳn không phải là vì giết người mà là vì bồi dưỡng nhân tài A, bồi dưỡng ra từng cái nghịch thiên cường giả, dạng này mới có thể để cho nhân tộc thế hệ vĩnh xương, vĩnh thế chân áp yêu tộc A. Đã như vậy, như vậy trong này nhậm hà quan thẻ cũng sẽ không là tử lộ, chỉ cần tìm được mệnh môn chỗ, kia là nhất định có thể thông quan. Đúng, nhất định là như vậy, chỉ cần có thể tìm kiếm được phá quan chi điểm, nhất định có thể sống sót. Giang giật đôi mắt thoáng cái sáng lên, cầu sinh dục vọng để cả người hắn đều run rẩy. hắn con người ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời hắn để cho mình tỉnh táo lại cái gì cũng mặc kệ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lại một lần tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái nguyên bản hắn muốn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái có chút phiền phức tại cửa thứ nhất trên cầu nại hà hắn cơ duyên xảo hợp tiến vào đệ nhất trọng đối thiên nhân hợp nhất cảm mộ làm sâu sắc sở dĩ muốn tiến vào loại trạng thái này rất nhẹ nhàng chỉ cần nội tâm bình tĩnh không có tạp niệm mỗi lần đều có thể trong nháy mắt tiến vào hắn để cho mình dung hợp phương thiên địa này tinh tế cảm mộ thiên địa này bên trong hết thảy hắn quên đi hết thảy, quên đi tử vong uy hiếp, thậm chí qua một đoạn thời gian, chín cái phệ hồn ngạc phá không mà ra, hắn đều không có phóng thích quỷ hỏa hộ thể, chỉ là tâm thần khóa chặt kia bảy, tám cái phệ hồn ngạc, tinh tế cảm ứng. Hắn đang tìm tại mệnh môn, cửa thứ hai thông quan mệnh môn. Kia chín cái phệ hồn ngạc mang theo bén nhọn tiếng xé gió, cùng từng đợt âm phong đánh tới, Giang Giật có thể rõ ràng cảm ứng được bọn chúng mỏ nhọn bên trên răng nhọn, có thể tin tưởng cảm ứng được bọn chúng hiện ra hồng quang trong đôi mắt hung uy, có thể tin tưởng cảm ứng được khí tức tử vong chính đem hắn bao phủ. Suy suy, từ đầu đến cuối, hắn không tiếp tục phóng thích một đoàn quỷ hỏa, mặc cho kia chín cái phệ hồn ngạc hóa thành từng đạo bạch quang không có vào chính mình mi tâm, hướng chính mình linh hồn phóng đi, nhiều như vậy phệ hồn ngạc, giống như hắn vẫn là không có nửa điểm cử động, linh hồn hắn tuyệt đối sẽ sụp đổ. Tại thời khắc này, hắn động, thân thể không có nửa điểm cử động, chỉ là khóe miệng cong lên một cái đường cong. Hắn cười, chương 601, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Không sai, hắn cười, hắn mơ hồ trong đó tìm được cửa thứ hai mệnh môn chỗ, nhưng cụ thể có phải hay không hắn còn cần chứng thực một chút. Giống như hắn phán đoán sai lầm, hắn đem vạn kiếp bất phục, giống như phán đoán chính xác, cửa thứ hai không công. Tự phá, hắn trước kia một mực đã rơi vào một cái tư duy theo quán tính bên trong, hoặc là nói tất cả mọi người sẽ phạm bệnh chung. Bởi vì phệ hồn ngạc quá mức kinh khủng, một chút nhìn lên đều sẽ làm người ta dùng mình, sợ hãi không thôi. Cho là mình linh hồn sẽ bị cái này phệ hồn ngạc công kích đến sụp đổ, bị nuốt sông ăn. Nhân loại đối mặt kinh khủng xấu xí nguy hiểm đồ vật đều sẽ bản năng hoảng sợ, bản năng phòng ngự, bản năng trốn tránh. Nhất là linh hồn vật trọng yếu như vậy, cho rằng là tuyệt đối không thể có nửa điểm tổn hại, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Sở dĩ người bình thường đều sẽ lựa chọn, phòng ngự linh hồn, không cho cái này phệ hồn ngạc tiến vào linh hồn. Giang giật tại vừa rồi cảm ứng phệ hồn ngạc lúc suốt cục nghĩ thông suốt, cái này phệ hồn ngạc ngoại trừ nhìn giữ tợn đáng sợ bên ngoài, kỳ thật nó trên bản chất hẳn là một loại công kích linh hồn, chỉ là loại công kích này dùng rất khủng bố giữ tợn phương thức biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cái này phệ hồn ngạc cũng không có sinh mệnh, bị quỷ hỏa đốt cháy, cũng sẽ hao tổn năng lượng. Tại công kích linh hồn nhiều lần sau hội biến mất điều này nói rõ cái gì nói rõ phệ hồn ngạc không phải quái vật, không phải yêu thú, nó bản chất chỉ là một loại năng lượng, một loại linh hồn thủ đoạn công kích mà thôi. Đã như vậy, vậy liền không cần coi nó là làm quái vật, chỉ đem nó xem như một loại phổ thông công kích linh hồn thủ đoạn, tỉ như Phượng Loan lúc ấy công kích linh hồn hắn lúc hồn lực công kích. Tại vừa rồi một khắc này, Giang Giật cũng nghĩ đến một cái điên cuồng biện pháp cùng hắn phòng ngự, không bằng tiến công. Tiến công vĩnh viễn là tốt nhất phòng ngự, cái này phệ hồn ngạc đã nghĩ thôn phệ linh hồn của hắn, kia vì sao hắn không thể trái lại đem cái này phệ hồn ngạc thôn phệ đâu cái này phệ hồn ngạc bản thân hẳn là một loại linh hồn năng lượng nếu không nó cũng vô pháp xuyên thấu đầu nhẹ nhõm tiến vào hắn linh hồn trong thức hải ha ha tới đi nhìn xem ai mạnh một chút đi Giang giật nội tâm điên cuồng chỗ cười ha hả hắn đem tâm thần hoàn toàn yên lặng tại hình kiếm linh hồn bên trong hắn toàn lực thúc sử kiếm hình linh hồn di động sau đó đột nhiên hướng một cái phệ hồn ngạc đánh tới ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng Giang giật hoàn toàn không thèm đếm xỉa, dù sao bại, linh hồn hắn sẽ bị thôn phệ, hắn sẽ chết, không bằng oanh oanh liệt liệt đụng một cái. Linh hồn thức hải bên trên, một cái giúp nhỏ nghìn lần hình kiếm linh hồn thể di chuyển nhanh chóng, như một cái vô kiên bất tồi bảo kiếm, hướng một cái vừa mới xông tới phệ hồn ngạc đánh tới. Linh hồn thể kỳ thật đều có thể khống chế di động, có thể tại linh hồn trong thức hải tự do hoạt động, bất quá linh hồn trọng yếu như vậy, Người bình thường làm sao dám loạn động vạn nhất xảy ra vấn đề đâu giang giật trước kia cũng biết có thể khống chế linh hồn thể di động, nhưng không dám làm loạn, giờ phút này không thèm đếm xỉa, tự nhiên không cố kỵ gì. Oanh, từng đạo im ắng một ngạt tiếng va chạm vang lên lên, giang giật toàn bộ hình kiếm linh hồn thể kịch liệt run lên, kia phệ hồn ngạc cũng bị đụng bay ra ngoài, bản thể nhỏ một chút nhiều hơn phân nửa. Giang giật linh hồn đau xót, cũng may hỏa linh châu bên trong một cỗ không hiểu năng lượng truyền lại mà đến. Để linh hồn hắn thể kim quang phóng đại, đau đớn cũng không có kịch liệt như vậy. Hắn cũng triệt để không để ý, lại một lần nữa mãnh liệt khống chế hình kiếm linh hồn thể hung hăng hướng kia phệ hồn nạc phóng đi, thoáng cái đem đầu kia phệ hồn nạc đâm đến chia năm xẻ bảy, tiêu tán tại linh hồn trong thức hải. Suy suy, Giang giật không có nửa khắc thời gian nghỉ ngơi, bởi vì lại một đầu phệ hồn ngạc vọt vào linh hồn trong thức hải, linh hồn hắn bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, tới đi, tới đi, ta để các người toàn bộ chết tại đây. Âm 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 từng đạo im ắng tiếng va chạm vang lên triệt sang giật linh hồn trong thức hải cái kia đem cùng hỏa long kiếm giống nhau như đúc hình kiếm linh thể lần lượt gào thét mà đi lần lượt đem từng đầu phệ hồn ngạc tươi sống đâm đến chia năm xẻ bảy bởi vì linh hồn bên trong truyền đến đau đớn kịch liệt để toàn thân hắn đều co quắp trên mặt cơ bắp càng là bóp méo nhưng giờ khác này hắn quên đi hết thảy hoàn toàn điên dại liều lĩnh khống chế hình kiếm linh hồn thể công kích phệ hồn ngạc nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ là trong chớp mắt thời gian Giang giật hình kiếm linh hồn thể đã đánh sâu vào 18 lần, lần này công kích tới 9 đầu phệ hồn ngạc toàn bộ chia 5 xẻ 7, tan thành mây khói, bị tươi sống đụng chết. Giang giật chính mình cũng không chịu nổi, linh hồn không ngừng bị chấn động, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, mặc dù hắn mình đã nhập ma, hoàn toàn không cảm giác được, nhưng hắn thân thể vẫn là tại bản năng bị thống khổ dày vò lấy. Trọng yếu nhất chính là, linh hồn của hắn nhỏ đi mấy phần, linh hồn thể bên trên cũng xuất hiện từng đầu nhỏ bé không thể gặp khe hở, cảm giác lúc nào cũng có thể sụp đổ, nếu là lần này phệ hồn ngạc lại nhiều hơn mấy đầu, có lẽ linh hồn của hắn tự hỏng mất. Hưu, hắn giờ phút này còn hoàn toàn lâm vào điên dại trong trạng thái, khống chế hình kiếm linh hồn thể tại linh hồn thức hải bên trên bay tới bay lui, tìm kiếm phệ hồn ngạc công kích, cực kỳ giống một cái bạo tẩu bách thú chi vương, muốn tìm tìm tới hết thảy sinh vật tươi sống xé rách, để tiết trong lòng chi nộ. Vô cùng thần kỳ sự tình phát sinh, tại hình kiếm linh hồn thể bay tới bay lui lúc, linh hồn thức hải bên trên một chút nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu trắng tự động bám vào linh hồn thể bên trên. Những năng lượng này là phệ hồn ngạc bị đâm đến chia năm xẻ bảy lúc còn sót lại năng lượng, giờ phút này lại bám vào linh hồn thể bên trên, còn nhanh nhanh bị linh hồn thể hấp thu. Giang giật suy đoán hoàn toàn chính xác, linh hồn của hắn thể hấp thu linh hồn trong thức hải còn sót lại những năng lượng kia về sau, không chỉ có khôi phục nguyên dạng, còn tựa hồ so với ban đầu càng cường đại một chút xíu. Suy suy, một đầu phệ hồn ngạc lần nữa xuyên thấu đầu vọt vào linh hồn trong thức hải, giang giật còn yên lặng tại loại này điên cuồng trạng thái dưới, lập tức cái gì cũng không để ý, khống chế hình kiếm linh hồn thể hung hăng đánh tới, bắt đầu mới một vòng chém giết. Lần này tiếp liền xông vào đây phệ hồn ngạc có tám đầu, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, lại bị giang giật linh hồn thể tươi sống đâm đến vỡ nát. Những cái kia còn sót lại năng lượng tiếp tục bị linh hồn thể hấp thu, linh hồn thể bên trên xuất hiện nhỏ bé khe hở nhanh chóng khép lại, linh hồn không chỉ có khôi phục nguyên dạng, vẫn còn so sánh nguyên lai tăng lên một chút xíu. Âm 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 âm, một vòng lại một vòng, gần nửa canh giờ, Giang giật ít nhất tiếp nhận 10 vòng công kích, mỗi lần đều không ngoại lệ, đều là hắn thành công đánh tan phệ hồn ngạc, mà linh hồn của hắn so trước kia lại lớn hơn đến tận một phần 10. a à, tại lúc này, hắn rốt cục thối lui ra khỏi loại kia phong ma trạng thái, sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn để toàn thân hắn còn tại co quắp, nhưng hắn linh hồn cùng thân thể đều run rẩy lên, vặn vẹo biến hình trên mặt lộ ra một tia so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Hắn còn sống, hắn không chỉ có thể còn sống, còn có thể thành công xông qua cửa thứ hai, đồng thời đạt được một loại cơ duyên lớn lao hắn có thể làm cho linh hồn không ngừng tăng cường. Huyền đế, người thật sự là thần nhân vậy, cái này huyền thần cung bảo vật không tính là gì, ngược lại những này cửa ải mới thật sự là trí bảo, vô giới chi bảo A. À. Giang giật đứng dậy một gối quỳ xuống, cung kính bái ba bái, là huyền đế chiết phục, là huyền đế dụng tâm lương khổ chỗ bái phục. Ai có thể nghĩ đến cửa thứ hai khủng bố như thế phệ hồn ngạc, kỳ thật huyền đế biến tướng đưa tặng linh hồn chi lực cho vào đây vượt quan võ giả đâu đương nhiên. Nếu là không thể trải nghiệm huyền đế dụng tâm, chỉ có một con đường chết. Đi, Giang giật đứng lên, mặc dù trên mặt còn tại co rúm, nhưng hắn trong đôi mắt nhưng đều là vui sướng chi quang, nhìn qua bốn phía âm trầm núi hoang, tựa như thấy được một tòa đều là chân bảo núi vàng. Chương 602, linh hồn phân liệt. Hoang sơn trên đường nhỏ, một người mặc chiến giáp thiếu niên chậm rãi tiến lên, hắn đi lại cực kỳ nhẹ nhóm, ánh mắt cũng như là chó sói sắc bén. Tại đi 4 năm bước về sau, phía trước không gian ba động xuống tới, hắn dừng bước, nhắm mắt lại. Vù vù, tám chín đầu giữ tợn đáng sợ ngạc đầu quái thú hóa thành bóng trắng bắn thẳng đến mi tâm của hắn, hắn nửa điểm không có để ý, nhắm mắt lại không nhúc nhích, rất nhanh thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, khóe miệng cũng lộ ra vẻ thống khổ, nhưng chỉ là hai cái trong trước mắt, hắn mở mắt lần nữa, hít một hơi chậm rãi tiến lên. Tại cửa thứ hai trên hoàng tuyền lộ, Giang giật đã dòng rã đi đã 13 ngày, phía trước vẫn là không có đến cuối cùng, nhưng lúc này hắn ngược lại hy vọng đầu này đường nhỏ lại lâu một chút, bởi vì như vậy linh hồn của hắn sẽ càng ngày càng cường đại. So với 3 ngày trước, linh hồn hắn đã cường đại 1 phần 2, hắn không hiểu có loại cảm giác, chờ linh hồn hắn lại cường đại gấp đôi, linh hồn của hắn sẽ tiến dai. Phệ hồn ngạc công kích đã không đủ gây sợ, linh hồn của hắn thể tùy ý một lần va chạm liền có thể để phệ hồn ngạc chia năm xẻ bảy đơn giản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Đương nhiên, hắn vẫn là không dám đi quá nhanh, vạn nhất vào tới mấy chục trên trăm đầu phệ hồn ngạc, linh hồn hắn đồng dạng sẽ sụp đổ, hắn cũng không vội, dù sao hắn vô tâm đoạt bảo, cứ như vậy an nhàn đi qua, để linh hồn tiến dai lại nói. Phía ngoài bạch ngọc quảng trường bên trên, cái thứ nhất truyền tống trận cùng cái thứ hai truyền tống trận đều lóng lánh mấy lần, Lăng thất kiếm lăng thi nhã đổ long bọn người tiến vào cửa thứ ba, cũng có rất nhiều thượng cổ thế gia con em tiến vào cửa thứ hai. Đáng nhắc tới chính là, có một cái thượng cổ thế gia con em lưu tinh, theo phổ thông cửa ải bên trong vượt quan, lại một đường thế như trẻ tre, chỉ là mấy ngày thời gian liên phá mấy quan, ngay tại vừa rồi đã xông qua cửa thứ năm. Đáng tiếc lưu tinh lựa chọn là phổ thông cửa ải, mỗi lần xông một quan, chỉ có một điểm điểm tích lũy, sở dĩ hắn cái gì đều không được đến. Hắn có thể xông được nhanh như vậy, cũng là phổ thông cửa ải độ khó thấp gấp đôi kết quả. Ta phi y thiền bọn người tiến vào cửa thứ tư về sau, không còn có động tính, rốt cuộc không ai tiến vào cửa thứ năm, thứ năm kiện bảo vật cùng đệ tứ kiện bảo vật cuối cùng sẽ tiêu lạc nhà ai, để bên ngoài trên quảng trường người tâm đều treo lên. Hai món bảo vật này ai có thể đoạt được, như vậy ba món đầu tiên trí bảo đem rất có thể hội một đường bị hắn đoạt được, dù sao phía trước có thể được đến bảo vật là có vận khí thành phần, có thể một đường đoạt bảo xuống dưới, cái kia chính là thực lực tuyệt đối. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Giang Giật vẫn là không có nửa điểm tin tức, những cái kia hạt tiền đặt cược tại Giang Giật trên người người âm thầm mắng không ngừng, hiển nhiên cho rằng Giang Giật đã chết tại trên hoàng tuyền lộ, bọn hắn thiên thạch trôi theo dòng nước. Phi thiên tâm tình tốt vô cùng, Giang Giật chết để trong lòng hắn rất là thống khoái, lại giành được hơn 1.000 thiên thạch. Hắn là cao quý hoàng tử, nhưng so phi kỵ địa vị nhưng khác biệt rất xa, sở dĩ trên người thiên thạch cũng không nhiều, này 1.000 thêm thiên thạch cũng là một món của cải không nhỏ. Ở bên ngoài thế giới, tử kim là dân gian thông dụng tiền tệ, thiên thạch lại là võ giả ở giữa thông dụng tiền tệ. Dù sao có được thiên thạch có thể tùy ý bồi dưỡng một nhóm thần du đỉnh phong, mà lại thiên thạch tác dụng cũng rất lớn, tỉ như rất nhiều tu luyện mật thất, siêu cấp trận pháp đều cần thiên thạch. Một ngày lại một ngày trôi qua, lần lượt có người phá quan, nhưng đều là phổ thông hoặc là kinh khủng cửa ải, có người tiến vào cửa thứ hai, cửa thứ ba, những cái kia danh môn công tử tiểu thư không còn có bất cứ tin tức gì. Ba ngày sau đó, lần nữa có người phá quan, lần này đúng là thượng cổ thế gia lưu tinh, xông qua cửa thứ 6, đạt được 6 giờ điểm tích lũy, nếu là hắn lại xông qua một quan, sẽ đạt được thứ 5 kiện bảo vật. Lưu tinh niên kỷ cũng không lớn, 23 tuổi, thực lực coi như không tệ, đạt đến kim cương đỉnh phong. Nhưng cùng chín đại danh môn con em so sánh vẫn là có khoảng cách, lúc trước hắn không lộ ra trước mắt người đời, lần này mặc kệ có thể hay không đạt được bảo vật, xem như thanh danh vang dội, có thể vượt quan không tính bản sự, có thể như thế nhanh chóng vượt quan, vậy liền rất nhiều xoa. Tại cùng một ngày, đồ long lăng thất kiếm bọn người tiến vào cửa thứ tư, sở hữu cửu đế gia tộc người đều cắm ở cửa thứ tư. Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên lòng người đều treo lên, để tứ kiện thứ năm kiện bảo vật, cuối cùng ai có thể đạt được không ai có thể đoán được. Các gia tộc con em có được thần thông ngàn vạn, lăng thất kiếm đồ long cuối cùng tiến vào, nếu là bọn họ trong tay vừa vặn có khắc chế cửa thứ tư quái vật pháp bảo hoặc là thần thông đâu. Xong rồi, cùng một thời gian, địa ngục cấp cửa ải bên trên vang lên một đạo vui sướng quát khẽ âm thanh giang giật sừng sướng ở trên đường nhỏ mặc dù nhắm mắt lại nhưng trên mặt đều là chờ mong cùng mừng rỡ ngay tại vừa rồi hắn cảm giác hình kiếm linh hồn thể tăng trưởng đến cực hạn sẽ tiến hóa mấy ngày nay đến hắn cũng không biết đánh chết bao nhiêu đầu phệ hồn ngạc không ngừng đánh giết hắn linh hồn không ngừng cường đại đến đằng sau từng đầu phệ hồn ngạc xông tới linh hồn hắn tùy ý một công kích liền có thể đem nó vỡ nát tự thân linh hồn còn không có nửa điểm tổn thương, đơn giản không phải một cái cấp bậc. Giờ phút này linh hồn hắn thức hải bên trên hình kiếm linh hồn thể so trước kia tăng lên gấp đôi, đang tản ra đạo đạo hồng quang, phía trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai đầu hỏa long quay quanh du tẩu, hoàn toàn liền là một cái phiên bản thu nhỏ hỏa long kiếm. Ông, hình kiếm trên linh hồn hồng quang càng ngày càng thịnh, giang giật cũng khẩn trương không thôi, dù sao mình linh hồn bản thân tựu rất quái dị, tiến dai sau lại biến thành cái dạng gì, nội tâm của hắn cũng không chắc ông hình kiếm linh hồn quang mang đột nhiên tăng vọt sau đó để giang giật trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh linh hồn của hắn thể lại một phân thành hai chậm rãi biến thành hai thanh tiểu hỏa long kiếm cái này hai thanh tiểu hỏa long kiếm một cái cùng trước kia không có tăng lớn lúc giống nhau như đúc mặt khác một cái lại ít đi một chút đại khái là chủ thể một phần hai dáng vẻ hóa đây chính là linh hồn phân liệt sao vậy ta không phải biến thành bị điên đợi cho trên linh hồn quang hoa thu lại giang giật cả người đều mộng thế nhân thường nói bị điên người cũng là bởi vì linh hồn phân liệt, rất nhiều tên điên cũng là bởi vì linh hồn xảy ra vấn đề, linh hồn hắn một phân thành hai, đó không phải là linh hồn phân liệt sao? Không đúng, Giang giật phát hiện đầu mình rất là rõ ràng, linh hồn mặc dù phân liệt, nhưng lại cũng không có cảm giác có nửa điểm dị dạng, cùng trước kia không có gì khác biệt. Ông, nơi xa lại có phệ hồn ngạc công kích mà đến, Giang giật chỉ có thể giữ vững tinh thần, linh hồn này phân liệt, cũng không biết uy lực tỷ như trước kia như thế nào chớ để cho cái này phệ hồn ngạc tiêu diệt suy suy một đầu phệ hồn ngạc xông tới giang giật cũng mặc kệ tâm niệm khống chế hai thanh hình kiếm linh hồn thể hướng phệ hồn ngạc đánh tới kết quả để linh hồn hắn lần nữa chấn động ầm um, đầu kia phệ hồn ngạc xông tới giang giật cái kia thanh tiểu nhân hình kiếm linh hồn thể tiến lên nhẹ nhàng va chạm kia phệ hồn ngạc tụ trong nháy mắt hóa thành bạch yên cái này chia ra tới tiểu linh hồn uy lực lại so trước kia không có phân liệt lúc còn muốn lớn gấp đôi hung tàn đến không tưởng nổi. Phanh, phanh phanh phanh, lần lượt có phệ hồn ngạc sông tới, giang giật lớn linh hồn thể đều không cần động, chỉ khống chế kia chia ra tới tiểu linh hồn gào thét mà đi, nhẹ nhõm nghiền ép. Kỳ quái là, cái này tiểu linh hồn thế mà không thôn phệ phệ hồn ngạc còn sót lại năng lượng, ngược lại chủ linh hồn dạo qua một vòng, lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. A, à, cái này chia ra tới tiểu linh hồn, uy lực thật lớn, mà lại cảm giác không giống linh hồn, ngược lại giống như linh hồn thể một tiểu đệ, một cái tay chân. Đại linh hồn cùng trước kia linh hồn đồng dạng, cái kia tiểu linh hồn lại cảm giác cũng không có ý thức, ngược lại giống như là hồn lực tạo thành một thanh kiếm, một kiện công kích lợi khí. Hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, xác định cái này chia ra tới tiểu linh hồn, căn bản không ảnh hưởng chủ linh hồn, cụ thể công dụng còn không rõ ràng lắm, bất quá ít nhất một điểm giống như có thể hộ vệ chủ linh hồn, ít nhất cái này phệ hồn ngạc đến tiến công nó có thể đơn giản đánh nát không phải như nghĩ công kích chủ linh hồn, vậy thì nhất định phải đem cái này tiểu linh hồn đánh tan, chương 603, phá quan, suy suy, một lát sau, vệ hồn ngạc lại tới công kích, giang giật chủ linh hồn bất động, khống chế tiểu linh hồn công kích, vào đây một đầu nghiền ép một đầu, chờ 89 đầu vệ hồn ngạc nghiền ép về sau, chủ linh hồn dạo qua một vòng, tiếp tục biến lớn. Cái này chủ linh hồn lại bắt đầu biến lớn chẳng lẽ lại các loại chờ đạt tới cực hạn về sau, lại hội chia ra một cái tiểu linh hồn. Giang giật âm thầm kinh nghi, lặp đi lặp lại dò xét một trận, xác định chủ linh hồn không có nửa điểm vấn đề về sau, hắn dứt khoát không đi quản. Linh hồn hắn biến dị, đan điền biến dị, dù sao đã biến thành một cái quái nhân, hắn cũng đã quen. Hắn hành tàu tốc độ rất chậm, nếu không phải nơi này âm trầm để hắn rất không thoải mái, hắn đều không muốn đi. Ngay tại cái này đợi một năm, chờ truyền tống trận đem hắn chuyển đi, tại cái này rất an toàn, linh hồn lại có thể không ngừng bổ dưỡng, gì vui là không vì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không ra giang giật ngoài ý liệu, hắn chủ linh hồn đạt đến cực hạt, chủ linh hồn tiếp tục phân liệt, linh hồn hắn thức hải bên trên xuất hiện ba thanh hỏa long kiếm hình linh hồn thể, có hai cái tiểu linh hồn hộ vệ, để hắn chủ linh hồn càng thêm an toàn. Xong, Giang giật đột nhiên lên hào hứng, tốc độ đột nhiên gia tăng, hóa thành tàn ảnh hướng phía trước phóng đi, hắn muốn nhìn một chút hai cái này tiểu linh hồn đến cùng có bao nhiêu uy mãnh. Suy suy, hắn một gia tốc, bốn phía hoang dã lập tức vỡ tổ, vô số không gian ba động, mấy chục đầu phệ hồn ngạc bắn ra, hóa thành đạo đạo lưu quang vọt vào giang giật linh hồn trong thức hải. Tới đi, giang giật khống chế một cái tiểu linh hồn hộ vệ chủ linh hồn, một cái khác tiểu linh hồn như một cái mãnh thú hướng xông tới vệ hồn ngạc đánh tới. Nhiên ép, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, căn bản không phải một cái cấp bậc, tiểu linh hồn tùy ý va chạm, vệ hồn ngạc liền muốn chia năm xẻ bảy, hồi phi yên diệt, đến lại nhiều cũng là chết. Mấy cái trong chớp mắt, bay vào hơn 10 đầu vệ hồn ngạc toàn diệt, Giang giật chủ linh hồn thản nhiên tại linh hồn thức hải bên trên bay đi, đem rất nhiều còn sót lại năng lượng hấp thu, linh hồn thể thoáng cái tăng lớn rất rất nhiều. Ha ha ha, tiếp tục, Giang giật chơi đến nghiện, dù sao cái này tiểu linh hồn với hắn mà nói có ích vô hại, hắn ngược lại là muốn nhìn cuối cùng có thể chia ra bao nhiêu tiểu linh hồn đến cái này tiểu linh hồn thế nhưng là càng nhiều, hắn chủ linh hồn càng an toàn, ngày sau ai có thể dùng linh hồn bí thuật tổn thương hắn. Hưu, hắn thân thể hóa thành tàn ảnh, ở trên đường nhỏ chạy như điên, hù dọa vô số phệ hồn ngạc, từng đạo bạch quang lấp lánh không ngớt, phệ hồn nạc liên tục không ngừng xông vào linh hồn thức hải của hắn bên trong, cuối cùng đều bị tiểu linh hồn đánh giết. Hơn nửa canh giờ, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ, Giang Giật linh hồn lần nữa phân liệt, có được ba cái tiểu linh hồn, mà lại chủ linh hồn vẫn còn tiếp tục tăng trưởng bên trong. Lão Thiên, dạng này tăng trưởng xuống dưới, ta linh hồn sẽ trở nên cỡ nào cường đại giống như có được mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái tiểu linh hồn, ai công kích linh hồn có thể thương ta chủ linh hồn, Nghĩ đến cường giả đối với hắn triển khai công kích linh hồn, nhưng vừa mới xông vào linh hồn thức hải của hắn, tự bị vô số tiểu linh hồn nghiền ép thành mảnh vỡ, Giang giật ngẫm lại đều kích động không thôi. Tiếp tục, Giang giật hung hăng nắm 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 đấm, tiếp tục ở trên đường nhỏ lao nhanh, nương theo lấy phệ hồn ngạc công kích, linh hồn của hắn không ngừng phân liệt, 5 cái, 10 cái, 15 cái. Cách mỗi hơn nửa canh giờ, hắn chủ linh hồn sẽ đạt tới cực hạn, chia ra một cái tiểu linh hồn. Hơn một ngày thời gian, linh hồn hắn thức hải bên trên đã nổi lơ lửng hơn 20 đem tiểu hỏa long kiếm, cũng may linh hồn này thể nhỏ, không chiếm địa phương. Hai ngày sau, linh hồn thể phân liệt đến 36 cái, giang giật cũng rốt cuộc cũng ngừng lại, bởi vì hoàng tuyền lộ đi đến cuối con đường, phía trước xuất hiện một cái cửa đá. Ông, cửa đá từ từ mở ra, giang giật lại do dự, cửa thứ hai mặc dù cảm giác âm trầm, nhưng coi như an toàn, ai biết cửa thứ ba có cái gì nguy hiểm. Chỉ là, tiến vào cái cửa này, đem có cơ hội không ngừng vượt quan, cũng có cơ hội lấy được trí bảo, thậm chí hắn muốn nhất khốn long thảo. Suy suy, hai bên trái phải vô số phệ hồn ngạc gào thét mà đến, giang giật lại là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn trầm ngâm trong chốc lát, chờ đem những cái kia phệ hồn ngạc hoàn toàn đánh giết về sau, rốt cục quyết định hướng trong cửa đá đi đến. Tại thời khắc này, hắn nhớ tới Giang Vân Hải một câu, võ giả, phải có dũng giả chi tâm, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nếu là e ngại không mạnh, đời này chú định không có đại thành tựu. Phó đạo chi lộ, nghịch thiên cải mệnh, cùng lão thiên chống lại, cùng vận mệnh chống lại, người nếu là không có nghịch thiên chi tâm, lại như thế nào đặt chân đỉnh phong. Chi chi, đại môn chậm rãi quan bế, hoàng tuyền lộ khôi phục bình tĩnh, khắp nơi lại trở nên âm u đầy tử khí. Lão thiên, ta thấy được cái gì? Cái này, cái này, làm sao có thể? Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên, tất cả mọi người tại thời khắc này đều trợn mắt hốc mồm, trong đầu còn lưu lại vừa rồi nhìn thấy một màn. Một người mặc chiến giáp, mang theo chiến nón trụ thiếu niên sừng sướng tại trước cửa đá, vô số phệ hồn ngạc gào thét mà đến, chui vào thiếu niên mi tâm, nhưng thiếu niên này nhưng không có nửa điểm phản ứng, ngược lại nhìn qua đại môn suy nghĩ xuất thần. Hai cái trong chớp mắt về sau, thiếu niên nhấc chân dứt khoát đi vào đại môn, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cửa đá là địa ngục cấp cửa ải, chiến giáp vẫn là nguyên bản chiến giáp, thiếu niên lại không phải thì ra là thiếu niên. Bất quá trương này thanh tú mặt, vẫn là có người nhận biết, phi thiên cuồng loạn kêu lên, là hắn, liền là hắn, làm sao có thể không có khả năng. Hắn sao có thể xông qua được hoàng tuyền lộ cái này không có đạo lý. a à, phi thiên tiếng kêu, để bốn năm người con mắt đều sáng lên, bởi vì bọn hắn hạ tiền đặt cược, cược giang giật xông qua cửa thứ hai, mà tỷ lệ đặt cược là một bồi năm. Còn có càng nhiều mắt người sáng lên, tiểu tử này đã có thể sáng tạo kỳ tích, vạn nhất hắn tiếp tục đi vận khí cứt chó, xông qua cửa thứ ba, cửa thứ tư, thậm chí đạt được khốn long thảo, bọn hắn liền phát một bồi 100 A, 100 thiên thạch, cái kia chính là một vạn thiên thạch, phi thiên không tính là gì nhân vật, phi kỳ tại cái này luôn không khả năng dựng nợ chứ nhiều người như vậy đều đặt cược, không thiếu có cùng phi ra không sai biệt lắm thế lực gia tộc, quyệt nợ liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Nguyên bản rất nhiều người đều xem thường giang giật, cho rằng là ngớ ngẩn, hy vọng hắn chết sớm một chút đi. Giờ khắc này bọn hắn đều yên lặng bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện hắn trôi qua cửa ải càng nhiều càng tốt, như thế bọn hắn liền có thể kiếm lớn so sánh. Hừ hừ, phi kỵ sắc mặt cũng biến thành có chút mất tự nhiên, hắn lặng lẽ quét phi thiên một chút, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, giang giật trước kia rõ ràng dùng dịch hình đan, đoán chừng đã đến giờ khôi phục nguyên trạng. Phi thiên không nói còn có cơ hội quyền nợ, giờ phút này nói chuyện an vị thực quá quan là giang giật, cái này thiên thạch cũng liền bồi định. Tiểu tử kia là ai? Kim cương cảnh nhất trọng thực lực, có thể xông qua địa ngục cấp hoàng tuyền lộ các ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi kia phệ hồn nạc có bao nhiêu hung tàn, hắn lại không có nửa điểm sự tình, linh hồn của hắn đã cường đại đến mức nào. Đúng vậy a, à, linh hồn phòng ngự trí bảo nhất là thưa thất, tiểu tử này căn bản không có khả năng có được, như vậy hắn hẳn là có một loại linh hồn phòng ngự thần thông. Trên quảng trường nghị luận ầm ý, bất luận giang giật có thể hay không xông qua cửa thứ ba, hắn đã nổi danh, cái kia tấm gương mặt thanh tú một mực khác vào trong lòng mọi người. Nghe được mọi người nghị luận, nhìn xem diện mục rét lạnh phi kỷ, phi thiên hiển nhiên cũng biết mình nói sai, hắn cúi đầu xuống đầy mắt oán độc thì thào, tiểu tử, người chết tử tế nhất tại cửa thứ ba, nếu không nếu là dám ra đây, ta định để ngươi sống không bằng chết. chương 604, phòng Đô Thành phòng Đô Thành, tiến vào sau cửa đá, đập vào mi mắt là một cái cửa đại bia đá, trên tấm bia đá có cái ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn màu đỏ quạch, nhìn xem cái này ba chữ to. Giang giật khóe miệng giật một cái đưa mắt nhìn bốn phía, ám đạo huyền đế hắn đúng là mẹ nó có tài. Phong đồ thành, tại dân gian còn có một cái gọi pháp, cái kia chính là âm tàu địa phủ. Cửa thứ nhất là Cầu Nại Hà, cửa thứ hai là Hoàng Tuyền Lộ, cửa thứ ba lại là âm tào địa phủ. Cái này đừng nói vượt quan, ngẫm lại đều làm lòng người giật mình, nhát gan có thể tươi sống hù chết. Những thứ không biết làm người ta sợ hãi nhất, nếu như là yêu thú, dị thú, những này coi như võ giả không địch lại cũng sẽ không sợ hãi kinh dị, ngược lại loại này cùng người chết, lệ quỷ, yêu ma quỷ quái có liên quan đồ vật nhất làm người ta sợ hãi. Bất luận cường giả lại thế nào mạnh đối mặt loại này hư vô mờ mịt đồ vật, luôn luôn có chút sợ hãi trong lòng. Yêu thú mạnh hơn chỉ cần chiến lực cường đại, luôn có thể chém giết, loại này lệ quỷ gì gì đó, là vô hình tồn tại, thủ đoạn công kích cũng cực kỳ kinh dị tà dị, chết như thế nào cũng không biết, dạng này ngược lại sẽ để võ giả bó tay bó chân. Tâm nếu là không cường đại, sẽ chết được càng nhanh. Mặc kệ nó, âm tàu địa phủ ta cũng không phải không có đi qua, cái kia thế giới dưới lòng đất càng kinh khủng, ta không phải đồng dạng còn sống. Giang giật nghĩ nghĩ cũng không thấy đến khủng bố đến mức nào, thế giới dưới lòng đất bên trong âm binh hắn cũng được chứng kiến, bất quá chỉ là một chút cái xác không hồn thôi, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, đồng dạng một đường đột sát. Hắn thấy bên trong thoáng cái linh hồn, phát hiện chủ linh hồn nhanh tăng trưởng đến cực hạn, đáng tiếc cuối cùng còn thiếu một chút năng lượng, không thể lại chia ra một cái mới tiểu linh hồn. Giờ phút này linh hồn hắn thức hải bên trên, hết thảy nổi lơ lửng 37 thanh kiếm hình linh hồn thể, một cái chủ linh hồn sừng sững trung ương, 36 thanh tiểu linh hồn quay chung quanh tại chủ linh hồn bên cạnh, nhìn rất là uy mãnh. Nếu là có công kích linh hồn, Giang giật tin tưởng coi như phổ thông thiên quân công kích linh hồn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhấc chân hướng phía trước đi đến, thần trí của hắn cũng tản ra dò xét tình huống, cái này tản ra khai lại đem nó hù dọa. Hắn nguyên bản thần thức chỉ có thể phát ra 2 30 dặm, giờ phút này lại tùy ý quét qua có thể quét 40, 50 dặm, còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Tiếp tục, mặc dù thần niệm có thể dò xét đến càng xa, nhưng thần niệm phóng thích có chút phiền phức, phóng thích lúc còn cần người hộ pháp. Cái này thần thức lại khác, tùy ý phóng thích, công dụng ngàn vạn. 60 dặm, 70 dặm, cuối cùng thần thức đạt tới 80 dặm về sau, cũng không còn cách nào khuyết trương. Mặc dù như thế, Giang giật nội tâm cũng mừng rỡ như điên, cái này thần thức tuyệt đối có thể so sánh phổ thông thiên quân mạnh mẽ rất nhiều. Hắn đã từng hỏi Phượng Loan, thần trí của nàng chỉ có thể dò xét 50 dặm. Đi, Tùy ý có thể dò xét đến phương viên 80 dặm tình huống, để Giang giật có chút một chút lực lượng, hắn một bên bôn tàu, một bên dò xét, rất nhanh nội tâm có chút ảm đạm. Đây là một cái cửa đại hoang dã, bốn phía một mảnh hoang vu, không có sơn, không có cây, không có dòng sông, không có bất kỳ cái gì sinh vật, có chỉ là một mảnh đỏ thấm thổ địa, một chỗ đỏ thấm đá vụn, còn có một cỗ dáng vẻ nặng nề tử khí. Đây quả thật là âm tàu địa phủ, Giang giật suy nghĩ cùng một chỗ tự bác bỏ, đây cũng là huyền đế làm ra đặc thù không gian, mục đích đúng là để vào đây vượt quan võ giả sinh lòng sợ hãi, ý chí chiến đấu yếu bớt, từ đó gia tăng quá quan độ khó. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu, giang giật bôn tàu trăm dặm về sau, ngừng lại, thần thức có thể dò xét bốn phía vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân quái vật. Thần niệm, hắn con người lóe lên, đã đi một đoán như vậy thời gian, còn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, kia cho thấy trong thời gian ngắn là an toàn, hắn cũng có thời gian đi phóng thích thần niệm, dò xét tình huống, tìm kiếm đường ra. Lần nữa phóng thích thần thức dò xét một lần, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Giang giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, rất nhanh một đạo thanh phong theo trong thân thể của hắn Phật ra, hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn lý, dò xét một nghìn dặm về sau, Giang giật vẫn là không có bất luận phát hiện gì, hắn cũng không nhụt trí, nơi này đã gọi phong đô thành, vậy khẳng định có thành trì không có khả năng không có vật gì một vạn lý mười vạn lý năm mươi dặm trăm vạn lý giang giật sốt cuộc tìm được cái kia cái gọi là phong đô thành kia là một tòa hùng vĩ cự thành dài rộng không biết có bao nhiêu dặm tường thành cao tới ngàn trượng đâm thẳng thương khung thê lương cổ lão tường thành chính giữa có lấy một cái cửa thành to lớn cửa thành là màu nâu đỏ cũng là quan bế phía trên treo hai cái đèn lồng tản mát ra mở tối quang mang giang giật ý đồ dùng thần niệm hướng thành nội quét tới nhưng lại bị một loại không hiểu năng lượng vòng bảo hộ ngăn cách, hắn chỉ có đem thần thức tại phong đô thành bên trên đảo qua, nhưng phía dưới một mảnh tối om, hắn cái gì cũng dò xét không đến. Hắn không có dừng lại dò xét, thần thức vô hạn bốn phía tản ra, hắn cái này thần niệm có thể nhẹ nhõm dò xét toàn bộ Thiên Tinh đại lục, giờ phút này cái kỳ dị không gian lại lớn, cũng không có khả năng có Thiên Tinh đại lục lớn như vậy a. À. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, hắn rốt cục mệt mỏi mở to mắt, Toàn bộ kỳ dị không gian đều bị hắn dò xét hoàn tất, đáng tiếc ngoại trừ phát hiện chính giữa có tòa cử đại thành trì bên ngoài, không còn thu hoạch. Xem ra, muốn thông qua cửa này, nhất định phải vào thành. Giang giật trong lòng có loại minh ngộ, đã nơi này gọi phong đô thành, kia không vào thành là không thể nào, còn như thành nội đến tột cùng có cái gì chờ đợi hắn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngửa mặt ngã trên mặt đất ngủ thật say. Tại trên hoàng tuyền lộ, hắn đã từng nhiều lần muốn ngủ đi, nhưng đều bị phệ hồn ngạc công kích bừng tỉnh, nếu không phải linh hồn cường đại, hắn đã sớm mệt nằm xuống. Giờ phút này khó được an toàn, hắn tự nhiên nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc, thậm chí ngủ say trước hắn đột nhiên có loại ý nghĩ, nếu không dứt khoát tại ngay tại cái này tu luyện một năm đợi đến thời gian, để huyền thần cung tự động đem hắn chuyển đi. Hắn giấc ngủ này rất an nhàn, trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, hắn không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị một loại trí mạng báo động đánh thức. Hắn một tay đột nhiên trên mặt đất vỗ, thân thể bắn lên, thần thức bốn phía dò xét, rất nhanh hắn biết rõ nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào. Cũng bất giác gió nổi lên, hơn nữa còn không phải gió nhẹ, là kinh khủng vòi rồng, 70 dặm bên ngoài, một cái cự đại vòi rồng cuốn tới. Kia vòi rồng đường kính chỉ ít có trăm trượng, cuốn lên đầy trời phi xa tẩu thạch, thẳng thông thiên tế, mà lại vòi rồng bên trong còn có lôi điện lấp lánh, giống như bị quét sạch tiến vào, kết cục sẽ như thế nào ai cũng không biết. Yên lành tại sao lại có vòi rồng, giang giật không nghĩ ra, nhưng hắn biết rõ nhất định phải nhanh rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cuồng phong thổi tới, đem hắn chiến giáp đều thổi đến bay phất phới, hắn có cẳng chạy như điên, một bên theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra mấy cái năng lượng đan nuốt, mặc dù hắn trong giới chỉ còn có rất nhiều lương khô, nhưng như thế tình huống hắn làm sao dám ăn. Ăn lương khô, khó tránh khỏi biết ăn uống cùng với, vạn nhất gặp được nguy hiểm liền muốn xong đời. Cái này năng lượng đan không có bất kỳ cái gì hương vị, chỉ là đơn thuần bổ sung thân thể nhất định năng lượng, một viên có thể chống đỡ nửa tháng, cũng là rất nhiều võ giả tiến vào hiểm địa tất dụng phẩm. Nuốt năm mai năng lượng đan, thời gian ngắn sẽ không đói khát, giang giật toàn lực lao nhanh. Hắn cũng không có hướng phong đô thành phóng đi, mà là hướng phong đô thành bên trái lao nhanh, muốn trốn tránh vòi rồng, lại chậm chậm mưu toan. Phong đô thành rất nguy hiểm, hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không tiến vào, chính như hắn trước khi ngủ mê suy nghĩ, nếu có thể ở cái này bình an vượt qua một năm, đó cũng là biện pháp không tệ. Còn một năm sau truyền tống ra ngoài, sẽ hay không bị đuổi giết, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Nhưng mà, sau một nén nhang, khóe miệng của hắn lộ ra cười khổ, lao nhanh phương hướng bắt đầu chuyển biến, hắn hướng phong đô thành phóng đi. Cũng không phải là hắn muốn vào thành, cũng không đến không vào, bởi vì vòi rồng lại một đường đi theo hắn đuổi theo, hắn nếu là không vào thành, kia sớm muộn sẽ bị vòi rồng đuổi kịp, tiếp theo rào sát. Phong đô thành bên trong lại có cái gì? Giang giật bước chân rất vững vàng, nội tâm lại là càng thêm ngưng trọng, âm tàu địa phủ bên trong sẽ có hay không có lệ quỷ, sẽ có hay không có diêm la vương. chương 605, Hồn Kiếm, trăm vạn lý rất xa, đối với giang giật bực này cấp bậc cường giả tới nói không xa. Thiên tinh đại lục theo đông đến tây đô có hơn 500 vạn lý, nếu là có nhai tí thú, vượt ngang thiên tinh đại lục cũng chính là hơn 10 ngày thời gian, giang giật tốc độ nhai tí thú chậm gấp đôi. Nhưng cũng rất nhanh, sở dĩ muốn đến phong đô thành chỉ cần 4-5 ngày quyền cuốn tốc độ gió độ so giang giật nhanh lên một tia, nhưng muốn đuổi kịp hắn, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào, giang giật ngược lại là nhàn nhã, lao nhanh 4 năm ngày đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Bất quá dạng này đi đường rất là buồn tẻ, hắn một bên lao nhanh, một bên suy nghĩ nên tìm một ít chuyện làm mới tốt. Lĩnh hội vô thuật kia không có khả năng, lĩnh hội vô thuật thứ này là nhất định phải hoàn toàn nhập định, không thể có một tia phân tâm, coi như hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng không được, hắn dù sao cũng phải dò xét bốn phía tình huống A vạn nhất đột nhiên toát ra một cái quái thú đem hắn giết đâu kia vòi rồng thế nhưng là không biết từ đâu xuất hiện. Hắn không có khốn long thảo, cũng không thể tu luyện nguyên lực, không thể cảm ngộ vu thuật, hắn phát hiện có chút không có việc gì. Bôn tẩu tiểu nửa ngày, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, nghĩ đến một cái chơi vui đồ vật. Nghiên cứu linh hồn bên trong kia 36 thanh tiểu hỏa long kiếm, trước đó hắn không có thời gian nghiên cứu, giờ phút này nhàn rỗi xuống tới, vừa vặn cẩn thận nghiên cứu một phen. Linh hồn này biến dị quá quỷ dị, nếu là có thể lục lọi ra một chút tình huống, khai quật một chút mới công dụng, vậy sẽ có thể làm cho hắn tiến vào phong đô thành bên trong sống sót cơ hội càng lớn một phần. Hắn đầu tiên là dùng thần thức bốn phía dò xét một lần, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhắm mắt lại lao nhanh, tâm niệm lại thừa cơ tại linh hồn bên trong. Linh hồn trong thức hải, một cái như đậu nành thô to hỏa long kiếm lơ lửng tại thức hải bên trên bên cạnh còn có 36 thanh so này hỏa long kiếm nhỏ hơn một chút tiểu hỏa long kiếm lơ lửng. Cái này 37 thanh kiếm giang giật không khống chế lúc, đều sẽ an tĩnh lơ lửng, không có nửa điểm ánh sáng phóng ra ngoài, nhìn rất là bình thường. Đi, giang giật tâm niệm vừa động, ở giữa chủ linh hồn không nhúc nhích, bên cạnh 36 thanh hỏa long kiếm thì lập tức bay múa, hóa thành 36 đạo lưu quang, tại thức hải bên trên bay thiểm. Giang giật hiểu được một lòng mấy dùng, Phân thân của hắn ngàn vạn vô thuật đều có thể tùy ý khống chế gần trăm cái phân thân bốn phía chạy trốn, di động, sở dĩ khống chế cái này 36 thanh tiểu kiếm tự nhiên không là vấn đề, thậm chí cũng sẽ không chạm vào nhau. Những này tiểu kiếm cũng đều là hồn lực tạo thành, ngoại trừ bảo hộ chủ linh hồn bên ngoài, giống như cũng không có tác dụng quá lớn. Nghiên cứu một phen về sau, giang giật cũng không có quá quá độ hiện, những này tiểu kiếm cùng linh hồn chủ thể cũng không cùng, càng giống là 36 đoàn linh hồn chi lực. Đương nhiên đây không phải thuần túy linh hồn chi lực, nếu không lực công kích cũng sẽ không như thế hung tàn, những cái kia vệ hồn nạc thế nhưng là bị bọn chúng hoàn toàn nghiền ép, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lực công kích hung tàn vậy những này tiểu kiếm có thể hay không công kích? Giang giật linh hồn chấn động, công kích là tốt nhất phòng ngự, nếu là những linh hồn này chi kiếm có thể hóa thành thủ đoạn công kích, vậy khẳng định rất hung tàn. Công kích linh hồn từ trước đều là rất khủng bố thủ đoạn, một khi đem đối phương linh hồn tiêu diệt, liền xem như Thiên Quân đỉnh phong cũng phải chết. Tiểu kiếm ra, giang giật trời sinh gan lớn, hắn khống chế một cái linh hồn tiểu kiếm chậm rãi hướng linh hồn thức hải bên ngoài bay đi, trước đó hắn nhưng là chưa từng dám có như thế cử động, giờ phút này cũng không sợ. Bởi vì hắn dò xét đến hắn chủ linh hồn cùng còn lại linh hồn chi kiếm căn bản không giống, cũng không có liên hệ, linh hồn này chi kiếm hẳn là coi như hủy đi, đối chủ linh hồn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Quả nhiên, linh hồn tiểu kiếm nhẹ nhõm xông ra giang giật linh hồn trong thức hải, tiến vào trong đầu của hắn, Linh hồn này chi kiếm cũng cùng vệ hồn ngạc cũng không có thực thể, nhẹ nhõm trong thân thể du tẩu, dùng tốc độ như tia chớp trong thân thể du tẩu một vòng lại trở lại linh hồn bên trong. Không có ảnh hưởng, linh hồn tiểu kiếm trong thân thể du tẩu lúc, giang giật thần thức một mực nội thị chủ linh hồn, thấy không có vấn đề gì sau. Hắn lá gan lớn hơn mấy phần, khống chế cái kia thanh linh hồn tiểu kiếm bay ra ngoài, lần này trực tiếp theo nghi tâm bay ra bên ngoài. a à, không có việc gì, linh hồn này tiểu kiếm quả nhiên cùng linh hồn không quan hệ nhiều lắm, hoàn toàn không ảnh hưởng chủ linh hồn. Các loại chờ linh hồn tiểu kiếm rời khỏi thân thể trong nháy mắt, giang giật cả người đều cuồng hỉ, linh hồn này tiểu kiếm biến thành phệ hồn ngạc, có thể tự do tiến vào thân thể của hắn, hắn thần thức còn có thể tùy ý khống chế phi hành. Hưu, tại thân thể bên cạnh lượn quanh một vòng, hắn lại khống chế linh hồn tiểu kiếm theo nghi tâm tiến vào linh hồn trong thức hải, chờ linh hồn tiểu kiếm bay trở về chủ linh hồn bên cạnh, lơ lửng tại thức hải bên trên, giang giật tinh tế dò xét một phen, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn đại hỉ không thôi. Hắn không biết linh hồn này tiểu kiếm cụ thể lớn bao nhiêu uy lực, nhưng có thể khẳng định một điểm, bắt đầu từ hôm nay hắn cũng có được công kích linh hồn, còn như linh hồn này tiểu kiếm có thể đánh giết cái gì cấp bậc cường giả linh hồn, bị hao tổn sau sẽ hay không ảnh hưởng linh hồn của hắn, cái này không được biết rồi, còn cần nghiệm chứng. Đương nhiên, cái này nghiệm chứng là cái đại phiền toái, vạn nhất linh hồn tiểu kiếm bị hủy, linh hồn bị hao tổn hoặc là hỏng mất, hắn sắp chết vỉnh lên vỉnh lên. Trước mặc kệ cái này, dù sao cũng không ai hoặc là yêu thú cho ta nghiệm chứng, thử trước một chút linh hồn này tiểu kiếm tốc độ cùng xa nhất có thể bay bao xa. Giang giật tràn đầy phấn khởi thí nghiệm, cái này khô khan đi đường cũng biến thành phá lệ thú vị. Hưu, một cái màu đỏ tiểu kiếm phá không mà đi, tốc độ nhanh như kinh hồng, giang giật toàn lực thôi động tiểu kiếm, phát hiện tốc độ lại so phệ hồn ngạc còn nhanh hơn mấy phần, không sai biệt lắm có thể gặp phải phượng loan tốc độ phi hành. Linh hồn tiểu kiếm đầu tiên là tại phụ cận dạo qua một vòng, Giang giật vừa ngoan tâm khống chế linh hồn tiểu kiếm thẳng tắp hướng phía trước bay đi, chỉ là một cái chớp mắt tự bay ra ngoài hơn 10 dặm. Mấy cái chớp mắt sau linh hồn tiểu kiếm phi hành 80 dặm, Giang giật cảm giác không cách nào khống chế, kia linh hồn tiểu kiếm cũng đứng tại giữa không trung, hắn vội vàng khống chế tiểu kiếm bay trở về, tiến vào linh hồn trong thức hải. Giang giật mở to mắt, nhìn một cái phía trước, cảm khái nói, ừm. Linh hồn này tiểu kiếm phi hành khoảng cách cùng thần thức đồng dạng, 80 dặm cũng không tệ. Nếu là thật sự có thể công kích địch nhân linh hồn, kia thật là cách không ngoài mấy chục dặm, giết người ở vô hình A. Linh hồn này chi kiếm về sau tựu mệnh danh là hồn kiếm đi, nếu là thật sự có thể công kích, bị hủy diệt về sau chủ linh hồn còn không có ảnh hưởng lời nói, cái kia ngược lại là đánh lén thật là thần thông. Giang giật cảm khái vài tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một phen. Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên hiển hiện một màn hình tượng, bầu trời một đạo bạch quang hiện lên, vỡ ra một đường vết rách, một cái cự phủ từ không trung bay thấp xuống tới lập tức bầu trời khe hở biến mất trong đầu hình tượng cũng đã biến mất a à, lại có người thu hoạch được bảo vật đây là thứ năm kiện bảo vật a không biết là ai thu được giang giật ánh mắt lộ ra một vòng thất lạc mặc dù nội tâm của hắn cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời có thể được đến khốn long thảo nhưng vẫn là có một ít tưởng niệm giờ phút này gặp không ngừng có người thu hoạch được bảo vật có thể thấy được đám kia công tử vượt quan tốc độ đến cỡ nào hung tàn hắn có thể hay không xông qua được cửa này còn khác nói sao, những cái kia bảo vật không cần phải nói không có phần của hắn. Hỏa vân cung, hỏa vân khải không biết ai có thể thu hoạch được độn thiên thần kỹ lại là một loại gì thần thông bí kỹ khốn long thảo dáng dấp ra sao còn có y thiền tiểu thư đến tột cùng ở phương nào. Giang giật trong đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc, mang theo những này nghi hoặc, hắn một đường chạy như điên, thẳng đến tòa kia hùng vĩ mà thần bí phong đô thành mà đi chương 606, bản vương ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Lưu tinh, đúng là lưu tinh đạt được thứ năm kiện bảo vật. Lợi hại, cái này lưu tinh trước kia không có danh tiếng gì, lần này triệt để muốn danh dương thiên tinh giới A. Kim cương cảnh đỉnh phong thực lực, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế xông qua cửa thứ bảy đạt được 7 giờ điểm tích lũy, hẳn là cái này lưu tinh là một vị nào đó ẩn thế đại năng đồ đệ. Ta thiếu bọn hắn gặp được đối thủ, nhìn xem lưu tinh vượt quan tốc độ, đoán chừng rất có thể cầm xuống hỏa vân cung, hỏa vân chiến giáp, thậm chí cầm xuống độn thiên thần kỹ củng khốn long thảo A. Hừ, coi như hắn có thể cầm xuống lại như thế nào ngược lại sẽ cho hắn mang đến sát sinh họa, đừng nhìn ta thiếu đồ thiếu bọn hắn là một người tới, kỳ thật gia tộc bọn họ đều có cường giả âm thầm đi theo, cái này lưu tinh như đạt được độn thiên thần kỹ củng khốn long thảo, tuyệt đối mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Cũng là A, ha ha. Đoán chừng vũ nghịch hiếu ra bọn hắn cũng đang mắng mẹ đi bọn hắn lúc đầu xông qua cửa thứ tư, liền có thể đạt được để tứ kiện cùng thứ năm kiện bảo vật giờ phút này mạnh mẽ bị cái này lưu tinh đoạt một kiện ưm ừ, đoán chừng vượt quan kết thúc về sau huyền thần cung bên ngoài tuyệt đối sẽ nổi lên gió tanh mưa máu thứ năm kiện bảo vật bị đoạt không thể tránh né gây nên bạch ngọc quảng trường bên trên một mảnh ồn ào nếu như là cửu đế gia tộc tử đệ đoạt được còn sẽ không có như thế lớn bạo động cái này lưu tinh gia tộc coi như không tệ nhưng so sánh phi ra nhưng cùng cửu đế gia tộc so ra còn chênh lệch rất xa mọi người tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ ngoài ý muốn hâm mộ ghen ghét phi kỵ ngược lại là tâm tình tốt không ít lưu tinh cái này giết ra một thất hắc mã để hắn kiếm bộn rồi mấy bút có thể đền bù phi thiên tại giang giật kia bắt đầu phiên giao dịch tạo thành tổn thất nghĩ đến giang giật sự tình phi kỵ trong lòng có chút khó chịu hắn nhìn lướt qua phi thiên nói phi thiên ngươi đi bên ngoài trông coi nếu là tiểu tử kia có thể xông qua cửa thứ ba sẽ có có thể truyền tống ra ngoài ngươi để khúc lão bọn người nhìn một chút vừa ra tới lập tức đánh giết. Cửa thứ ba có thể à? Phi thiên trợn trắng mắt, hắn mặc dù không rõ ràng lắm cửa thứ ba nguy hiểm cỡ nào, nhưng giang giật khiêu chiến là địa ngục cấp cửa ải. Nếu là hắn có thể qua cửa thứ ba, chẳng khác nào thông qua được kinh khủng cấp 6 quan điều này có thể sao không gặp tà phi y thiền bọn người còn vây ở cửa thứ tư. Sở dĩ đánh chết hắn cũng không tin tưởng giang giật có thể xông qua, lại nói bọn hắn vào đây trước, để khúc lão bọn người đem huyền thần cung gắt gao vây quanh, hắn ra hay không ra đều ý nghĩa không lớn. Ừ, phi kỵ gặp phi thiên không nhúc nhích, con người thoáng cái lạnh xuống, phi thiên chỉ có thể ủy khuất sờ lên cái mũi, hướng lối vào chạy đi. Cửa vào cái kia trong hạp cốc, tại huyền thần cung đại môn quan bế sau sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận, tại cái này bạch ngọc quảng trường bên trong người đều có thể tùy ý ra ngoài. Đương nhiên bên ngoài đại môn đóng lại, sau khi rời khỏi đây đem rốt cuộc không thể vào đây, trừ phi một ngàn năm sau. Lần này tầm bảo, lúc gặp lại ở giữa lại so với dĩ vãng đều muốn ngắn một chút ra. Các loại trợt phi thiên sau khi đi, phi kỵ nhìn qua truyền tống trận cảm khái, dĩ vãng tầm bảo ngắn thì một hai tháng, lâu là răm ba tháng, thậm chí một năm. Cái này tầm bảo hoặc là đã tới thời gian một năm hạn chế, hoặc là 10 cái bảo vật đều bị người thu hoạch được, hay là đi vào người đều chết mới có thể kết thúc. Lần này giết ra một thất hắc mã, lưu tinh đạt được thứ năm kiện bảo vật, mặc kệ hắn có thể hay không tiếp tục vượt quan, thế tất kích thích vũ nghịch đồ long tả phi đám người ngạo khí, cửu đế con em của gia tộc sao có thể bại bởi người khác bọn hắn liều mạng phía dưới, cái này tầm bảo cũng sẽ sớm kết thúc. Huyền thần cung mở ra đến thứ năm kiện bảo vật bị đoạt, mới trôi qua không đến một tháng thời gian. Nói không chừng nửa tháng nữa, lần này tầm bảo liền sẽ kết thúc, mà huyền thần cung bên ngoài chém giết cũng thế tất hội triển khai. Người khác không biết, hắn chỉ biết là kiếm đế tôn tử nhìn người xúc vô hại, kỳ thật sát tâm rất nặng, nếu là hắn một lòng muốn cướp đoạt, phi mã hoàng triều chỉ có thể toàn lực khai chiến bốn ngày sau đó giang giật đứng ở phong đô thành bên ngoài nhìn qua tòa này to lớn cự thành nhìn qua cái kia màu đen tảng đá lớn xây thành cao ngàn trượng tường thành nội tâm của hắn chấn động không thôi không có đứng tại thành này bên ngoài dựa vào thần thức dò xét vĩnh viễn không thể cảm thụ cái này thành trì nguy nga cùng hùng vĩ hắn giờ phút này cũng cảm giác chính mình giống như là một cái kiến tộc cái này thành trì thì là một cái cự tưởng hắn là nhỏ bé như vậy vô lực như vậy cái này thành trì là ai thành lập chẳng lẽ là huyền đế cái này nên cỡ nào nghịch thiên thần thông. Giang giật sinh lòng ước mơ, thế giới bên ngoài quả nhiên thần kỳ, nhìn thấy cái này phong đô thành, cũng không uổng phí hắn ra một chuyến. Mấy ngày qua này, hắn không ngủ không nghỉ, một đường lao nhanh, vòi rồng vẫn không thể nào đuổi kịp hắn, giờ phút này cách hắn còn có cách xa mấy chục dặm, hắn có đầy đủ thời gian tiến vào thành nội. Hắn không có mạo muội vào thành, mà là lựa chọn ngồi xếp bằng, vận chuyển vô danh thần công tu luyện, để cho mình nguyên lực cùng tinh lực thân thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trong lòng của hắn cũng có một loại minh mộ cái này vòi rồng chỉ là bách hắn vào thành hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vào thành vào thành sau vòi rồng cũng sẽ biến mất sở dĩ hắn không vội yên lặng trong tu luyện hắn không chỉ có thể bổ sung nguyên lực còn có thể làm dịu thể xác tinh thần để cho mình các loại trạng thái đạt tới đỉnh phong a à, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí tại cái này tu luyện so bên ngoài tu luyện phải nhanh hơn gấp trăm lần a vừa tu luyện giang giật liền phát hiện khác biệt cái này huyền thần cung quả nhiên là trí bảo nơi này tốc độ tu luyện quả thực là như bay a mà lại không giống luyện hóa thiên thạch sẽ đối với thân thể theo thành tổn hại phá hư trong thân thể tự nhiên đại trận nếu ai có thể được đến huyền thần cung kia hậu thế sẽ vạn thế vĩnh xương. giang giật lần nữa cảm khái một tiếng đương nhiên hắn không dám hy vọng xa vời toàn tâm toàn lực tu luyện sau lưng một đầu to lớn vòi rồng đã từ đằng xa cuốn tới hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ yên lặng trong tu luyện rầm 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 lóc cuốn phong càng ngày càng gần nửa nén hương về sau kia cuồng phong đã đem hắn thân thể thổi đến đông giao động tây lung lay hắn cũng rốt cục ngừng tu luyện ánh mắt quay đầu nhìn một cái cái kia to lớn vòi rồng nhìn qua bên trong gào thét tán loạn lôi long hắn mỉm cười lấy ra hỏa long kiếm nhanh chân hướng phong đô thành cửa thành đi đến chi chi cửa thành tại giang giật tới gần trăm mét lúc từ từ mở ra tựa như địa ngục chi môn mở ra bên trong một mảnh đen kịt lại như một cái quái thú miệng lớn muốn thôn phệ hết thảy sau lưng vòi rồng mang theo phi xa tẩu thạch quét sạch nửa bầu trời lôi lòng gầm thét thiên địa rúng động phía trước một tòa to lớn mà âm u đầy tử khí cự thành từ từ mở ra cửa thành một thiếu niên cầm kiếm mà đi hình ảnh kia rất là rung động lòng người làm người ta nội tâm chấn động giang giật không có dừng lại thần tình trên mặt cũng phong khinh vân đạp vững bước đi vào cửa thành bên trong sơn đỏ cửa lớn chậm rãi quan bế giống như là cửa thú miệng khép kín phía ngoài vòi rồng đã mất đi mục tiêu, hướng nơi xa tàn phá bừa bãi mà đi, rất nhanh biến mất ở chân trời, bốn phía hết thảy bình tĩnh lại, chỉ có trên tường thành hai cái treo thật cao đèn lồng bên trong ánh nến một sáng một tối, chập chờn trong gió. Khắc khắc, tại giang giật tiến vào phong đô thành một khắc này, thành nội đột nhiên vang lên một đạo làm người ta dùng mình tiếng cười. Tiếng cười kia tựa như nửa dạ lang gào, lại giống là có người đang khóc, dị thường kinh dị, để giang giật toàn thân trên da đều nổi da gà lên, một luồng hơi lạnh từ tiền phương trên đường phố thổi tới, càng làm cho hắn toàn thân đều run rẩy không ngừng. Vừa vào phòng đô thành, âm dương lưỡng tương cách, từ bỏ vô vị chống cự, bản vương ban thưởng ngươi vĩnh sinh, phòng đô thành hoan nghênh ngươi, nhân loại. Một đạo tựa như đến chi cửu u minh giới thanh âm già nua, theo lờ mở cuối ngã tư đường truyền đến, thanh âm kia có loại vô hình ma lực, để giang giật giờ khác này theo linh hồn đến thân thể đều bị hàn khí bao phủ, cốt tùy cũng vì đó đóng băng. Chương 607, Tử Thành, tử thành đây là giang giật đối phong đô thành ấn tượng đầu tiên bởi vì hắn tại cái này thành trì bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử khí coi như vừa rồi vang lên cái kia đạo thanh âm già nua hắn đồng dạng người thấy tử khí một cỗ cùng thiên tinh đại lục tây hải phía dưới thế giới dưới lòng đất bên trong tử khí kia thanh âm già nua để hắn toàn thân rung động nhưng này cỗ tử khí càng làm cho tâm hắn linh băng lạnh người là sống có được tràn đầy sinh cơ có thể phát nhiệt có được vô hạn sức sống cái này thành trì lại là chết khắp nơi đều là tử khí, băng lãnh cùng tà ác liền là cái này thành trì hương vị. Tại cái này hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đen, hắc vụ cuồn cuộn, già thiên tránh niệm, đây cũng là giang giật thần niệm dò xét không đến cái này thành trì nguyên nhân đi. Thành nội cũng không phải là không có ánh sáng, hai bên đường phố cách mỗi khai một dặm lại có hai cái cùng bên ngoài đồng dạng đèn lồng, đèn lồng bên trong lóe lên mở tối ánh nến, tại bên đường chập chờn chiếu sáng lấy toàn bộ phong đô thành lại làm cho cái này thành trì càng lộ vẻ kinh dị. Để giang giật càng kinh khủng chính là cái này thành trì hắn không cách nào dò xét, nói một cách khác thần thức tại cái này thành trì mất hiệu lực, hắn duy nhất có thể dựa vào, chỉ có hai mắt. Hắn thị lực không tệ, đáng tiếc ở chỗ này tia sáng thực sự quá mờ, hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng nửa dặm đường tả hữu. Đập vào mi mắt là một đầu rộng lớn trường nhai, trường nhai khoảng chừng mấy trăm trượng rộng, hai bên đều là chỉnh tề kiến trúc, đồng phục hắc thạch xây thành phòng ốc phòng ốc bên trong không có cái gì, trống rỗng, tựa như từng gian nhà ma, khắp nơi lộ ra hoang vu, thanh lãnh cùng quỷ dị. Hô hô, kia già nua tựa như quỷ vương thanh âm không còn có vang lên, giang giật thở ra một hơi thật dài, sách theo trường kiếm chậm rãi tiến lên, đã tiến vào cái này phong đô thành, hắn liền không có đường lui. Mặc kệ trong thành này có cái gì yêu ma quỷ quái, mặc kệ vừa rồi cái kia đạo thanh âm già nua chủ nhân, là quỷ vương, vẫn là thông thiên yêu ma, hay là diêm la vương hắn đều chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là giết ra một đường máu xông qua cửa này, hoặc là chết, xa xa xa, tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng ở cái này yên tĩnh trên đường dài vẫn là lộ ra phá lệ rõ ràng, tiếng bước chân tiếng vọng tại trên đường dài cũng phá lệ làm người sợ hãi. Tại thời khắc này, Giang giật ngược lại trước nay chưa từng có bình tĩnh, nội tâm của hắn không có một tia sợ hãi, coi như nơi này lại quỷ dị, khủng bố đến đâu đối với hắn mà nói đều như thế, bởi vì hắn không đường có thể đi, không giết ra một con đường máu, hắn nhất định phải chết. Đi tới đi tới, ánh mắt hắn nhắm lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thần thức không thể dò xét, nhưng thiên nhân hợp nhất khác biệt, hắn cùng phương thiên địa này hòa thành một thể, phương thiên địa này bên trong bất cứ ba động gì đều bị hắn nắm giữ, cái này so thần thức lợi hại hơn rất nhiều lần. Tỷ như trên hoàng tuyền lộ phệ hồn ngạc, thần thức đi dò xét, chỉ có thể chờ đợi phệ hồn ngạc xuất hiện, không gian ba động mới có thể phát giác thiên nhân hợp nhất khác biệt, thiên địa này có một tia dị dạng, thậm chí không gian còn không có ba động hắn liền có thể có cảm ứng, từ đó nhẹ nhõm phán đoán, lại nghĩ biện pháp ứng phó, tại không gian ba động vệ hồn ngạc sau khi xuất hiện, công kích của hắn đã đến, đoạt tiên cơ. Hắn nhắm mắt lại từng bước một tiến lên, đi một dặm sau hắn ngừng lại, phía trước đường đi không còn là thẳng tắp hướng phía trước dọc theo, biến thành một cái ngã tư đường, mà lại phía trước cũng xuất hiện một bộ rất kinh dị hình tượng. Tử thi, khắp nơi đều là tử thi, trên đường, gian phòng bên trong, góc tường, trên nóc nhà, bên đường cống ngầm phía dưới toàn bộ đều là tử thi, nhìn một cái ít nhất có mấy ngàn bộ thi thể. Những thi thể này có người mặc chiến giáp, có người mặc phổ thông võ sĩ bào, có mặc rách dưới áo bào, có trong tay còn cầm chiến đao, chiến phủ, trường côn, cung tiễn. Những thi thể này niên kỳ cũng khác biệt, trẻ có già có, có nam có nữ. Các nàng duy nhất chỗ tương đồng, kinh khủng, toàn thân yếu ớt xanh xám, không có một chút huyết sắc còn có rất nhiều trên thi thể có đã hong khô vết máu loang lổ, trên thân cũng có vỡ ra xấu xí vết sẹo, thậm chí có thi thể đã thi biến, móng tay dài ra, trong miệng hổ nha dài ra, sống sờ sờ liền là từng cỗ cương thi. Những tử thi này bên trên còn ẩn ẩn có hắc khí vần quanh, mặc dù rất nhạt, gần như không thể nghe, nhưng giang giật giờ phút này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vùng thế giới này hết thảy đều trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Bốn phía một mảnh âm trầm, có được một cỗ làm lòng người hoảng sợ hãi khi tức, đoán chừng cũng là bởi vì những hắc khí này gây nên. Những hắc khí này để hắn có loại cảm giác quen thuộc, chính là thế giới dưới lòng đất Ma Tinh đằng cùng những cái kia thi binh trên thân quay quanh hắc khí. Phong đô thành, quả nhiên là âm tào địa phủ, coi như lại cường đại võ giả, đối mặt một màn này đều sẽ nội tâm sợ hãi, chiến lực giảm bớt đi nhiều a nhất là nữ tử, dù là có thông thiên chiến lực, lại dưới tình huống như vậy cũng sẽ linh hồn run rẩy, không có dũng khí huy động trong tay chiến đao. Trên thực tế, Kỳ thiền sở dĩ vây ở cửa thứ ba lâu như thế, cùng phong đô thành kinh khủng có rất lớn quan hệ. Kỳ thiền thực lực lại cường đại, nàng cũng là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, từ nhỏ tại nhà ấm bên trong lớn lên, nữ tử nội tâm đều là mềm mại, yếu ớt. Đối mặt như thế như địa ngục tràng cảnh, nàng không có hù chết đã rất tốt. Tà phi có thể cái thứ nhất xông qua cửa thứ nhất, chính là bởi vì tà gia lịch đại tu luyện chính là tà thuật, từ nhỏ đã tiếp xúc loại này tà dị, xấu xí kinh khủng đồ vật, đối với hắn mà nói cái này phong đô thành cùng phổ thông giã ngoại không có khác nhau, tự nhiên một đường thông suốt. Còn như doãn nhược băng có thể cái thứ hai thông qua phong đô thành, cái này không thể không nói nữ tử này tâm tính quá cường đại. Đương nhiên doãn nhược băng có thể cảm ứng được giang giật thiên nhân hợp nhất trạng thái, bản thân liền là rất chuyện thần kỳ, cửu đế con em của gia tộc, cái khác có được cường đại tâm tính cũng bình thường. Giang giật nội tâm hơi chấn động một chút sau tự khôi phục bình tĩnh, hắn ép buộc chính mình không đi đem những này tử thi xem như tử thi xem, mà là xem như từng cái yêu thú, từng cái quái thú, bất kỳ cái gì dám ngăn trở hắn tiến lên đồ vật, hắn hội một kiếm đem hắn chém thành hai bên. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, phía trước tình huống lần nữa cải biến, những cái kia tử thi sống lại. Không sai, toàn bộ tử thi tại thời khắc này đều động, bên trong căn phòng tử thi chui ra, cống ngầm bên trong tử thi bỏ lên, trên đường phố đứng lên, nóc nhà nhảy xuống sở hữu tử thi trên thân vẫn không có bất luận cái gì sinh mệnh khí thức, bất quá trong thân thể quay quanh hắc khí càng lúc càng nồng nặc, trong tay bọn họ các loại binh khí đều bị hắc khí vần quanh, tản mát ra đạo đạo hắc quang. Bọn chúng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trên thân thể cũng không có bất kỳ cái gì khí thế, chỉ là trầm mặc tiến lên, hướng giang giật chen chúc mà đến, tốc độ lại đều có thể so kim cương cường giả võ giả. Tới đi, sống được quái vật ta còn không sợ các ngươi, huống chi chết đã các ngươi chết rồi, vậy liền lại chết một lần, Giang giật nội tâm gầm thét, nguy cơ sinh tử kích phát hắn cầu sinh dục vọng, cuồng nhiệt chiến ý bao phủ linh hồn của hắn, hắn bên ngoài thân toát ra từng đoàn từng đoàn địa hỏa, đem hắn thân thể vần quanh đi vào, quỷ hỏa chỉ còn lại 20 đoàn, hoàn toàn không đủ, những hắc khí kia hắn biết rõ kinh khủng, năm đó ở thế giới dưới lòng đất thiếu chút nữa bị hắc khí xâm nhập biến thành thi nhân, giờ phút này tự nhiên trước tiên phòng ngự. Giết, nội tâm của hắn một tiếng giống dài, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng đi, hỏa long kiếm bên trên sáng lên đạo đạo hồng quang đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, mấy vạn đầu hỏa long gào thét mà đi, đầy trời bị chiếu dọi đến một mảnh đỏ thấm. Xuy suy tiểu hỏa long mang theo cuồng bạo năng lượng che già mang mọc vào tới, phía trước từng mảnh từng mảnh lít nha lít nhít thi binh chen chúc mà đến, căn bản không nhìn tiểu hỏa long công kích. Càng xa xôi ba đầu trên đường dài, đếm không hết thi nhân thức tỉnh, hướng bên này hội tụ mà đến, đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ muốn giang giật bao phủ chương 608, Nam Nhi không thể xem thường từ bỏ. Phanh 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 phanh, đầy trời tiểu hỏa long nổ ở từng cái thi binh trên thân, rất nhiều nhục thể yếu thi nhân trực tiếp bị tạc đến chia năm xẻ bảy càng nhiều thi binh bị tạc bay ra ngoài, liền đới đem sau lưng thi binh đụng bay một loạt. Giang giật trung cấp đạo văn uy lực rất không tệ, phối hợp kim cương cảnh nguyên lực, uy lực cũng có thể nhưng so sánh kim cương cảnh ngũ trọng võ giả một kích mạnh nhất, những này thi binh trong thân thể không có nguyên lực, chỉ là bằng vào nhục thể, làm sao có thể ngăn cản một lần công kích giang giật sắp tới trăm cái thi binh oanh thành mảnh vỡ đem mấy trăm thêm thi binh đánh bay rất nhiều bị đánh bay thi binh tay chân cùng thân thể còn bị nổ đả thương lực sát thương rất khả quan chỉ là giang giật nội tâm không có nửa điểm mừng rỡ bởi vì những cái kia thụ thương thi binh chỉ cần có thể bò dậy đều nhanh nhanh bò lên coi như còn lại một cái chân đồng dạng chân sau trên mặt đất dẫm một cái thân thể hóa thành tàn ảnh bay tới bất quá nếu là trong đầu đập vỡ những này thi binh vẫn là không động được những này là không có linh hồn tử thi đương nhiên sẽ không có cảm giác đau đớn chỉ cần thân thể còn có thể động bọn hắn đều sẽ không biết mệt mỏi chen chúc mà tới dù là không có chân cũng sẽ dùng hai tay bò đánh tới suy suy giang giật hỏa long kiếm lần nữa sáng lên trùng điệp đánh xuống mấy vạn đầu tiểu hỏa long mang theo hủy diệt hết thảy khí thế gào thét mà đi giang giật không có đi xem tiểu hỏa long bên kia hỏa long kiếm nhanh chóng lấp lánh hai lần lại bổ ra hai kiếm để giang giật có chút kỳ quái là lực công kích của hắn độ rất lớn, một chút tiểu hỏa long cũng sẽ đập xuống đất bàn đá xanh bên trên, còn có một số hội nện ở bên đường phòng ốc bên trong, nhưng những này phòng ốc cùng mặt đất đều không có nửa điểm hao tổn, tự liền bên đường phòng bên trên treo đèn lồng hắn đều hủy không được. Cái này phong đô thành mặt đất cùng phòng ốc là cái gì vật liệu đá xây thành cư nhiên như thế cứng rắn chẳng lẽ có vô hình cấm chế bảo hộ. Giang giật âm thầm kinh hãi, lực công kích của hắn đừng nói cái này nho nhỏ phòng ốc, coi như một ngọn núi đều có thể san bằng, cái này thanh thạch lại không có nửa điểm công kích qua vết tích. Không bằng hắn nghĩ lại ngẫm lại, nơi này trước kia khẳng định có rất nhiều võ giả vượt quan qua, tuyệt đối cũng có thiên quân tới qua, bọn hắn công kích cũng không thể lưu lại nửa điểm vết tích, hắn hủy không được cũng coi như bình thường. Đi, thân thể của hắn cũng hóa thành tàn ảnh, hướng phía trước bắn thẳng đến mà đi, hắn có thể dò xét đến ba đầu trên đường cái có liên tục không ngừng thi binh hướng nơi này hội tụ, nếu là nghĩ toàn bộ giết sạch, kia là rất ngây thơ rất buồn cười ý nghĩ hắn muốn tiếp tục sống chỉ có giết ra một đường máu tìm kiếm tiến vào cửa thứ tư lối vào phố lớn có ba đầu hắn không biết đi đâu đầu chỉ có thể tìm vận may hắn lựa chọn thẳng tắp tiến lên trong tay hỏa long kiếm không ngừng bổ ra từng đầu tiểu hỏa long phi bắn đi đem phía trước thi binh hoặc là oanh sát hoặc là nổ bay cho hắn thanh ra đến một con đường máu hắn thân thể cũng theo con đường này chạy như điên những hắc khí này quả nhiên có vấn đề may mắn hỏa linh châu bên trong còn có một số địa hỏa Bồn tẩu vài trăm mét, Giang giật cũng phát hiện vấn đề, những cái kia bị hắn nổ nát thi binh trên người hắc khí bao phủ tại phố lớn không gian bên trên, hắn một đường chạy vội, không thể tránh khỏi muốn bị hắc khí xâm nhập. May mắn hắn bên ngoài thân có địa hỏa bao phủ, những hắc khí kia căn bản là không có cách thẩm thấu địa hỏa xâm nhập thân thể của hắn, nếu không cho hắc khí kia xâm nhập, thân thể của hắn hội thi biến, hội không bị khống chế, nếu là linh hồn cũng bị xâm nhập, hắn biến tướng thành một cỗ thi thể, biến thành một cái thi binh. Nhanh, 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 địa hỏa cũng không có quá nhiều, hắc khí kia rõ ràng phía dưới, địa hỏa cũng sẽ chậm chạp bị tiêu hao. Nếu là không có địa hỏa, hắn chỉ có thể vận chuyển cửu thiên long viêm hộ thể, giờ phút này phong hóa nghìn vạn đạo văn mỗi lần phóng thích, đều sẽ tiêu hao nguyên lực, nếu là hắn lại dùng nguyên lực chuyển hóa thành cửu thiên long viêm, nguyên lực tiêu hao sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, một khi ba viên tinh thần bên trong nguyên lực tiêu hao hoàn tất, vậy hắn chỉ có chờ chết rồi. Đương nhiên, hắn ba viên tinh thần bên trong nguyên lực rất là dồi dào, coi như giờ phút này cao cường như vậy độ công kích, cũng có thể trèo chống bán nguyệt không là vấn đề, sở dĩ hắn chỉ cần tại trong vòng nửa tháng tìm tới đường ra là đủ. Phòng đồ thành rất lớn, nhưng giang giật tốc độ đầy đủ nhanh, bán nguyệt thời gian hắn hẳn là có thể đem toàn thành chuyển một lần, tìm tới cửa ra. Mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, giang giật bôn tẩu khoảng 3 dặm, phát hiện phía trước lại là một cái ngã tư đường, cùng vừa rồi cái kia ngã tư đường giống nhau như đúc, hắn căn bản không biết đi đâu con đường hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái có thể cảm ứng phụ cận phương thiên địa này hết thảy nhưng cảm ứng phạm vi chỉ có phương viên chừng một dặm hắn căn bản dò xét không đến con đường nào là thông hướng lối ra huyền đế xem như ngươi lợi hại hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cửa này chỗ kinh khủng cái này thành trì quá lớn phương viên không biết bao nhiêu dặm thần thức không thể dò xét vào đây vượt quan võ giả tựa như một cái con ruồi không đầu loạn chuyển mà thi binh là vô cùng vô tận nếu ngươi không thể tìm tới lối ra người sẽ bị thi binh tươi sống mài chết. Liền xem như thiên quân võ giả, người lại có thể giết bao nhiêu thi binh, người nguyên lực lại có thể trèo trống bao lâu nơi này phòng ốc không thể hủy đi, nhưng tầm nhìn cực thấp, khắp nơi đều là đường đi, bất kỳ người nào vào đây đều muốn mê thất ở bên trong, cuối cùng nguyên lực hao hết bị thi binh tươi sống xé rách. Đi, Giang giật cũng mặc kệ, thẳng tắp chạy như điên, hỏa long kiếm sáng lên liên tục bổ ra ba kiếm, gần 10 vạn đầu tiểu hỏa long thành hình quạt hướng phía trước bay đi, thanh lý ra một con đường máu giờ phút này nếu có người có thể trên không trung nhìn xuống đem có thể nhìn thấy một bức cực kỳ rung động lòng người hình tượng một tòa cự đại trong thành trì vô số trên đường phố lóe lên từng đạo mở tối ánh nến trên đường đều là tử thi hoành bảy tám dựng thẳng toàn thành đều là trên một con đường một thiếu niên cầm kiếm mà đi bên cạnh hắn phương viên mười dặm trên đường phố tất cả tử thi đều sẽ phục sinh hướng hắn chen chúc mà tới thiếu niên trường kiếm cuồng vũ không ngừng bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, chiếu rọi đến nửa bầu trời một mảnh đỏ. Vô số thi binh hóa thành toái bay đầy trời, vô số thi binh bị đập bay, lại giấy ruộng đứng lên hướng thiếu niên vào tới, thiếu niên nhắm mắt lại, thần tình trên mặt an nhàn, bộ pháp nhẹ nhàng như tại điền viên tản bộ, cùng này quỷ dị kinh khủng tràng cảnh tạo thành một cái tranh lệch rõ ràng, cũng tạo thành một bộ rất có thị giác xung đột lực hình tượng. Nửa canh giờ, Giang giật vọt lên vài ngàn dặm đường, cũng gặp phải vô số cái ngã tư đường, hắn đều không có thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng phía trước lao nhanh. Hắn không biết mình đánh chết bao nhiêu thi binh, mấy ngàn vẫn là hơn vạn hắn chỉ biết là thi binh vô cùng vô tận, mà đầu này trường nhai cũng tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Xong, hắn không đường có thể đi, chỉ có được phía trước đi, hắn không thể dừng lại, bởi vì dừng lại một cái, hắn đem lâm vào bốn phương tám hướng thi binh vòng vây, sẽ chết được càng nhanh. Một canh giờ, trường nhai còn chưa đi đến cuối cùng, cái này phong đô thành quả nhiên lớn đến không biên giới, thi binh cũng vẫn như cũ vô cùng vô tận, không cách nào tưởng tượng cái này phong đô thành bên trong thi binh có bao nhiêu ngàn vạn hay là ức vạn. Sau ba canh giờ, hắn đi về phía trước hơn hai vạn dặm đường, hắn rốt cục đi tới trường nhai cuối cùng. Nhưng để trong lòng hắn đắng chát vô cùng chính là trường nhai cuối cùng là lấp kín cao tới ngàn trường hắc tường. Chuyện hắn lo lắng nhất ứng nghiệm, cái này phong đô thành quá tốt đẹp lớn, hắn đi ngang qua ngã tư đường ít nhất có gần vạn, nói một cách khác cái này phong đô thành trường nhai ít nhất có gần hai vạn đầu. Lối ra khẳng định trong thành, nhưng ở đầu nào trường nhai cuối cùng đây chỉ có lão thiên biết rõ, hắn xuyên qua một lối đi phải hao phí ba canh giờ, hai vạn con đường vậy cần hơn 6 vạn canh giờ, trong thân thể của hắn nguyên lực lại chỉ có thể kiên trì bán nguyệt. Giết, hậu phương thi binh lại vào tới, giang giật chỉ có thể quay đầu tiếp tục mở giết lao nhanh, hắn không biết mình có thể hay không tìm tới lối ra. Hắn chỉ biết là, nam nhi không thể xem thường từ bỏ. chương 609, tuyệt thế xinh đẹp, Y tiểu thư, đúng là y tiểu thư. Ha ha ha, ta cực thắng. Y thiền tiểu thư quả nhiên có xem nhẹ thiên hạ nam tử tiền vốn, cửa thứ tư so tà phi bọn hắn người chậm tiến đi, lần nữa nhất kỵ tuyệt trần, phá quan. Tám điểm tích lũy, ngụy thần khí hỏa vân cung tới tay. Đáng tiếc a, à, nếu là không có lưu tinh kia thất hắc mã, y tiểu thư hẳn là độc chiếm thứ năm kiện cùng đệ tứ kiện bảo vật, xông qua thành công lại chỉ lấy được một kiện, bất qua cái này hỏa vân cung là ngụy thần khí không sai, mỗi lần tầm bảo đều sẽ có ngụy thần khí, tên thứ hai là thần kỹ, hạng nhất là khốn long thảo, kia chỉ có hỏa vân khải cùng hỏa vân cung là ngụy thần khí. Chật chật, ngụy thần khí A, à, cái này hỏa vân cung tới tay, y thiền tiểu thư chiến lực tuyệt đối tiêu thăng, đoán chừng giờ phút này có thể khinh thường quần hùng, phía sau đoạt bảo cũng không có huyền niệm, khẳng định là y tiểu thư một người toàn bộ. Giang giật tại phong đô thành khổ chiến ngày thứ năm, bạch ngọc quảng trường bên trên vừa nóng náo loạn. Ngay tại vừa rồi Y Thiền thông qua được cửa thứ tư, đạt được 8 điểm tích lũy, lấy được hỏa vân cung. Không thể không nói vị này y tiểu thư cường hoành, giờ phút này rất nhiều công tử bao quát phi kỵ đều âm thầm xấu hổ, như thế tuyệt thế xinh đẹp có thể làm cho thiên hạ nam tử xấu hổ, chỉ ít tà phi vũ nghịch đồ long lăng thất hiếm bọn người quỳ. Đồng dạng là cửu đế gia tộc tử đệ, các vị công tử đều so y thiền lớn tuổi, lại làm cho một mình nàng đạt được ba kiện bảo vật, càng là xa xa dẫn trước, cầm xuống ba hạng đầu trí bảo hy vọng tăng lên mấy lần. Ngụy thần khí, kia là thế giới này tối cường bảo vật cấp bậc, mặc dù ngụy thần khí cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng so với siêu thánh khí lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, y thiền thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, không ai biết rõ, nhưng khẳng định đạt đến thiên quân cảnh, luyện hóa cái này hỏa vân cung, nàng thực lực hẳn là nhưng so sánh trung giai thiên quân. Đến thiên quân cấp bậc, thiên tinh giới quen thuộc chia làm đem thiên quân chia làm bốn cái giai cấp, thiên quân nhất trọng đến tam trọng là hạ giai thiên quân, tam trọng đến lục trọng là trung giai thiên quân, lục trọng đến cử trọng cái kia chính là thượng giai thiên quân phía trên nhất còn có thiên quân đỉnh phong không thể nghi ngờ đồ long vũ nghịch lăng thất kiếm tà phi bọn người mặc dù có được các loại thần thông trí bảo nhưng thực lực tổng hợp cũng đều là hạ giai thiên quân y thiền bản thân thực lực cùng bọn hắn không kém bao nhiêu giờ phút này đạt được hỏa vân cung chiến lực thoáng cái để thăng lên một cái cấp bậc đạt đến trung giai thiên quân trình độ còn lại kia ba kiện bảo vật bị nàng lấy được tỷ lệ cũng đạt tới tám thành giống như lại được đến hỏa vân khải độn thiên thần kỹ khốn long thảo tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng y thiền cuối cùng chiến lược sẽ đạt tới mức nào khốn long thảo là thiên địa bên trong chân quý nhất linh dược một trong thứ này chỗ dùng lớn nhất liền là cải tiến thể chất tẩy tủy dịch cân mặc kệ thiên tư tốt đi nữa cho dù tốt thể chất nhân thể đều có tạp chất nhân thể đại trận đều không phải là hoàn mỹ nhất mà luyện hóa khốn long thảo về sau khốn long sẽ phi thiên thể chất đạt tới hoàn mỹ tu luyện làm ít công to thậm chí linh hồn đều sẽ đạt được tẩy đãi để thân thể trở nên hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất tu luyện thể chất. Sở dĩ khốn long thảo có tiền mà không mua được, bất kỳ cái gì một gốc khốn long thảo xuất hiện, đều sẽ gây nên siêu cấp gia tộc cướp đoạt, cũng sẽ gây nên một mảnh gió tanh mưa máu. Phi đồ, trên quảng trường còn huyên náo không ngớt, phi kỵ con người nhất chuyển, lại đưa tới sau lưng tộc nhân bản giao nói, người bắt ta lệnh bài hồi trở lại hoàng thành đi, thỉnh cầu phụ hoàng đem 10 bát cung phụng đều triệu tập tới. 10 bát cung phụng, Phi đồ con người co rụt lại, cái này 18 vị đều là phi mã hoàng triều thiên quân cường giả, thực lực kinh thiên. Chuyên môn hoàng thất cung phụng, bình thường không dễ dàng vận dụng, phi kỵ lại muốn toàn bộ điều đến. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Phi kỵ con người lạnh lẽo nói, ngươi chỉ cần cùng phụ hoàng nói, đây là kiếm thiếu ý tứ, hắn nhất định sẽ minh bạch. Tốt, phi đồ nhẹ gật đầu, lặng yên hướng ngoài sân rộng hẻm núi chạy đi, nội tâm nhưng vẫn là kinh nghi bất định phi kỵ triệu tập nhiều cường giả như vậy làm gì chẳng lẽ muốn đem toàn bộ bảo vật cho đoạt không thành. Phi kỵ hoàn toàn chính xác muốn cướp bảo, đương nhiên, hắn còn không có lá gan này đoạt y thiền hoặc là tà phi, hắn triệu tập hoàng thất 10 bát cung phục là vì kiếm đế tôn tử chuẩn bị. Cùng kiếm đế tôn tử ở chung được mấy ngày, hắn biết rõ vị này tiểu công tử tâm tính, vị này ta là vạn năm khó khăn ra thật linh thể, tốc độ tu luyện kinh khủng, 78 tuổi tiểu đạt đến kim cương đỉnh phong, thâm thụ kiếm đế yêu thích, cực ngàn vạn sủng ái tại cả đời, cũng dưỡng thành ngang ngược ương ngạnh, tâm cao khí ngạo tính tình. Đây là hắn lần thứ nhất đơn độc đi ra gia tộc, vừa đến đã thả ra hào ngôn, nhất định phải cầm xuống khốn long thảo, giờ phút này xem tình huống hắn là tuyệt đối bắt không được. Coi như hắn có kiếm đế danh chấn thiên hạ câu hồn sáo cũng không được, hắn thực lực tương đối thấp, tuổi cũng nhỏ, năng lực thực chiến không mạnh mẽ. Bảo vật chỉ còn lại ba kiện, sở dĩ hắn là tuyệt đối không có phân. Hắn lần này tay không mà về, khẳng định một thân khó chịu, cũng sẽ động đoạt bảo chi tâm. Cửu đế gia tộc, đồng khí liên chi, mặc dù cửu đế gia tộc âm thầm một mực đấu không ngừng, bên ngoài cũng rất ít vạch mặt, sở dĩ hắn không có khả năng đi đoạt y thiền cùng tà phi. Còn lại bảo vật, giang giật cầm một kiện, lưu tinh cầm một kiện, giang giật rất có thể không ra được, kia chỉ có đoạt lưu tinh. Lưu tinh là thượng cổ thế gia con em, phía sau cùng cửu đế gia tộc có quan hệ hay không phi kỵ không biết, nhưng cho dù có quan hệ, hắn cũng quyết định giúp kiếm đế tôn tử xuất thủ giao hảo cái này tiểu công tử, phi ra mới có thể một mực trở thành kiếm đế thủ hạ đệ nhất đại thế lực, còn như có thể hay không xảy ra chuyện dù sao trời sập có kiếm đế chịu lấy, hắn có sợ gì chi. Hừ hừ, lưu tinh công tử, tính ngươi xui xẻo, ai bảo ngươi ngoi đầu lên đâu. Phi kỳ cười lạnh một tiếng, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bên trái cái thứ nhất trong truyền tống trận, âm thầm nghĩ tới không biết giang giật tình huống như thế nào nếu là có thể xông qua cửa thứ ba truyền tống ra ngoài. Để khúc lão bọn người thuận tay đem giang giật giết, đem vô cực kính cho đoạt, lại cho cho kiếm đế tôn tử, chắc hẳn hắn hội càng thêm vui vẻ. Để tứ kiện bảo vật hỏa vân cung có chủ rồi, sang giật tình huống thật không tốt, ngay tại vừa rồi trong đầu của hắn hiện lên một hình ảnh, biết được hỏa vân cung bị người đoạt được, nội tâm của hắn càng đắng chát. Người khác một đường phá quan được bảo, hắn lại tại cái này khổ chiến 5 ngày, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. 5 ngày 5 đêm liên tục khổ chiến, để hắn khổ không thể tả. Nguyên lực còn có thể trèo chống 10 ngày, nhưng hắn thân thể cùng linh hồn đều thật sâu mỏi mệt bên trong đổi lại là ai liên tục khô khan khổ chiến lần lượt theo trong thiên quân vạn mã giết ra đường máu đi đến từng đầu trường nhai cuối cùng lại nhìn thấy lấp kín thật cao hắc tường đều sẽ mệt mỏi năm ngày thời gian hắn không biết đánh ra bao nhiêu kiếm không biết chém giết bao nhiêu thi binh không biết thất vọng bao nhiêu lần hắn thậm chí đều có chút chết lặng chỉ biết là máy móc công kích máy móc bôn tẩu phòng đồ thành là một tòa thành chết một tòa ra không được bích tử thành hắn cũng ý đổ theo trên tường thành bay vọt ra ngoài, ý đồ vượt qua phòng trên ở giữa nóc nhà, nhưng nhảy một cái bên trên ba trượng khoảng cách, sẽ có một loại kinh khủng uy áp đem hắn chân áp mà xuống. Hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm kiếm cửa thứ ba phá quan mệnh môn, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn ngoại trừ tiếp tục chém giết thi binh, tiếp tục chạy như điên, tiếp tục tìm vận may tìm kiếm đường ra bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Không phải như vậy, không phải là dạng này. Giang giật não hải không ngừng chuyển động, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đúng, chính như tại trên hoàng tuyền lộ nghĩ, huyền đế bố trí xuống đạo đạo cửa ải, tuyệt đối không phải là muốn hậu bối vào đây chịu chết. Hắn lưu lại huyền thần cung là vì bồi dưỡng nhân tài, mà không phải hủy diệt nhân tài. Sở dĩ, mệnh môn nhất định là tồn tại, chỉ là hắn không tìm được mà thôi. Mệnh môn ở đâu, hắn rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, mệt mỏi con người tại từng cái xấu xí kinh khủng thi nhân trên thân đảo qua, đột nhiên hắn hổ khu chấn động, có một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn vào thời khắc ấy đều đình chỉ công kích xứng sở tại nguyên chỗ, thất thần thì thào, chẳng lẽ lại cửa này mệnh môn, ngay tại những này vô cùng vô tận thi binh trên thân. chương 610, quỷ trêu người, tại trên hoàng tuyền lộ, Giang giật lâm vào một cái tư duy theo quán tính bên trong, cho rằng cái này phệ hồn ngạc là một loại kinh khủng quái vật, sẽ đem chính mình linh hồn thôn phệ, sở dĩ bản năng phòng ngự, nghĩ biện pháp không cho phệ hồn ngạc công kích đến chính mình linh hồn, sau đó hắn dùng tư duy ngược chiều đi suy nghĩ tìm được mệnh môn chỗ cái này phong đồ thành bên trong hắn tìm được mấy ngày mệnh môn vẫn như cũ không thu hoạch được gì sở dĩ hắn lớn mật đi phỏng đoán địa phương nào nhất làm người ta nghĩ không ra đem rất có thể là phá quan chỗ thường thường người người cũng không nghĩ đến đồ vật mới là có khả năng nhất nếu không huyền đế sao có thể thể hiện hắn cao minh không thể nghi ngờ nhất làm người ta không nghĩ tới liền là cái này vô cùng vô tận thi binh thi binh là xấu xí kinh khủng dơ bẩn làm người ta buồn nôn đồ vật, ai lại sẽ đi để ý nhiều những này thi binh đâu, ai hận không thể đem sở hữu thi binh đều chém giết không còn một mảnh, ai lại sẽ đi nghiên cứu những này thi binh. Giống như cái này phá quan chỗ, hoàn toàn chính xác tại thi binh bên trên, giang giật tuyệt đối sẽ đối huyền đế giơ ngón tay cái lên, hoàn toàn phục. Lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực, giang giật không còn tiến lên, ngược lại bổ ra vô số kiếm, đem phủ cận thi binh đều trống rỗng một lần về sau, hắn chịu đựng buồn nôn khí tức, dẫm lên từng mảnh từng mảnh thịt thối tiến vào bên đường một cái bên trong căn phòng nhỏ. Tại trong phòng này hắn an toàn vô cùng, hoàn toàn không cần cố kỵ phía ngoài thi binh, chỉ cần thỉnh thoảng chém ra một kiếm đem vào tới thi binh chém giết là được, hắn cũng có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu những này thi binh. Sau khi vào phòng, hắn tiến vào thiên địa hợp nhất trạng thái, hết sức chăm chú bắt đầu cảm ứng dò xét thi binh. Một cái thi binh vọt vào, toàn thân hắn mặc rách dưới chiến giáp, cầm một cái đen nhánh đoản kích, hắn đã thi biến, 10 ngón đen nhánh, Móng tay rất dài, khóe miệng hổ nha cũng mọc ra, sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo xanh xám, toàn thân không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, có chỉ là vần quanh thân thể hắc khí. Hắn vô thanh vô tức lao nhanh vào đây, bước chân nhẹ nhàng, tốc độ nhanh nhẹn, cái kia đem đoàn kích bên trên hắc khí vần quanh, đột nhiên hướng Giang giật bổ tới, hắn trống rỗng vô thần con người không có nửa điểm cảm xúc biến hóa, đây là một cỗ chân chính cái xác không hồn. Ầm, um, Giang giật tùy ý đánh xuống một kiếm, hai đầu hỏa long bay ra đem hắn thân thể chiến giáp cùng binh khí nhục thể đều xoắn thành mảnh vỡ, liên đới đằng sau vào tới mấy cái thi binh oanh thành thịt nát. Kia thịt nát trong phòng bắn ra, có mấy khối còn bị bắn ngược rơi vào giang giật trên thân, bị địa hỏa đốt thành cho bụi, một cỗ mùi cháy khét sông vào mũi, giang giật lại ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh đứng tại gian phòng bên trong, tiếp tục chờ đợi thi binh xông tới. Cái này thi binh cũng không trách gì chỗ A, thân thể hào không có sự sống dấu hiệu, hành động mặc dù tấn mãnh nhưng động tác cứng ngắc cùng cương thi không khác, chẳng lẽ là ta phán đoán sai. Từng cái thi binh bị oanh thành thịt nát, gian phòng trên vách tường, trên mặt đất trên trần nhà đều là thịt nát cùng máu đen. Trong phòng thịt nát thực sự nhiều lắm, đều nhanh đem hắn che mất, hắn mới liền xông ra ngoài, đổi một kiện phòng nhỏ, tiếp tục dò xét thi binh. Nửa canh giờ, một canh giờ, giang giật chém giết thi binh đã đạt đến mấy trăm, gian phòng cũng đổi mười mấy gian, hắn đem thi binh dò xét một lần lại một lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì trong đầu của hắn đều là thật sâu nghi hoặc rất là hoài nghi mình phán đoán sai hắn dò xét mấy trăm thi binh mỗi cái thi binh đều không khác mấy cũng không có chỗ khả nghi hô hô hắn bất đắc dĩ thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái lần này hắn càng thêm mệt mỏi nội tâm thất vọng so với thân thể mệt nhọc càng làm cho hắn mỏi mệt hắn rất muốn cứ như vậy nằm xuống ngủ một giấc bên trên mấy ngày mấy đêm chỉ là hắn không thể ngủ hắn một ngủ sẽ là vĩnh viễn Giang tiểu nô phượng loan chiến vô song các nàng đoán chừng cũng muốn an nghỉ nơi này. Giang giật kinh ngạc nhìn qua lại một tên sông tới thi binh, tiện tay bắn ra hai đầu hỏa long, nhìn xem nó tại trước mắt mình chia năm xẻ bảy, hắn thật dài thở dài, chân mày nhíu chặt thì thào, những này trên thân người chết đến cùng có cái gì bí mật. Nói vừa xong, hắn lông mày đột nhiên vẩy một cái, cảm giác có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại không nói ra được, hắn linh cơ khẽ động, lập lại lần nữa câu nói mới vừa rồi kia, ta mới vừa nói cái gì tới. Đây là trên thân người chết đến cùng có cái gì bí mật đúng rồi. Là người chết, người chết cái từ này không đúng. Những này không phải người chết, người chết sao có thể tự chủ công kích người chết làm sao xem xét được cảm giác phương vị của ta một đường truy sát đã chết rồi. Vậy hắn cái gì cũng không biết, cũng không thể động, cùng một đống bùn, một khối bụi đất không có khác nhau. Vậy hắn vì sao còn có thể công kích những này không phải người chết, ta còn là lâm vào chỗ nhầm lẫn, huyền đế ta xem như triệt để đối người chịu phục, ha ha ha. Giang giật cười to lên, hắn mơ hồ ở giữa rốt cuộc tìm được cửa thứ ba phá quan chi điểm, tìm được mệnh môn chỗ. Những này người chết hoàn toàn chính xác liền là mệnh môn, những này không phải người chết. Hoặc là nói, những này không phải thuần túy người chết, mà là khôi lỗi, bị người dùng quảng đại thần thông luyện hóa khôi lỗi, những này là có thể tự động công kích, tự động phân rõ địch nhân khôi lỗi. Giờ khắc này Giang giật cũng khẳng định một việc, thế giới này căn bản không có lệ quỷ, cũng không có hoàn toàn trên ý nghĩa thi nhân, thi binh, thi thú, chết liền là chết rồi, hết thảy đều hóa thành hư vô, đều hồn phi phách tán, dấu ấn sinh mệnh biến mất trên thế giới này. Lại thế nào hóa thành lệ quỷ lại thế nào thi biến thành cương thi, thi nhân, thi binh. Không có linh hồn, không có sinh mệnh khí tức, người chết cùng một nhanh thạch đầu, một đống bùn thật không có khác nhau, coi như thế giới này có lệ quỷ, có cương thi, có thi binh, đó cũng là người làm ra, dùng tà môn công pháp luyện chế mà thành. Nói một cách khác, không phải quỷ trêu người, mà là người đang làm trò quỷ. Cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền Lộ, Phòng Đô Thành, Âm Tào Địa Phủ, cái này kỳ thật đều là người làm ra, vệ hồn ngạc như lệ quỷ, những này thi nhân thi binh, cũng là vì làm lòng người sinh sợ hãi, làm người ta chiến lược đại giảm, cố ý chế tạo ra. Mục đích rất đơn giản, mà luyện vào đây võ giả tâm tính, một cái võ giả không có cường đại nội tâm, lại thế nào vượt khó tiến lên, nghịch thiên cải mệnh sở dĩ vừa rồi giang giật, triệt để đối huyền đế bái phục, vì hắn thủ đoạn cao minh chiết phục, không hổ là thiên cổ đệ nhất đế. Nghĩ thông suốt sự tình, Giang giật linh hồn bên trong mỏi mệt quét sạch sành xanh, tư duy cũng sáng tỏ thông suốt, hắn nhìn qua chạy như bay đến thi nhân, không chỉ có không có nửa điểm e ngại, ngược lại khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tìm được vấn đề, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể phá giải, cũng có rất lớn cơ hội đi ra cửa thứ ba. Cái này thi nhân liền là từng cỗ khôi lỗi, chỉ cần ta tìm tới khôi lỗi hạch tâm, cái này khôi lỗi tựu không công chi phá, thậm chí ta nếu có thể luyện hóa cái này khôi lỗi hạch tâm, những này thi binh còn có thể làm việc cho ta. Giang giật phi thường tự tin thì thào, hắn hít một hơi thật sâu, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn đã khám phá mặt ngoài mê hoặc áo ngoài, chỉ cần chính xác tìm tới bản chất, tiếp theo tìm tới phá quan biện pháp. Cái này thi binh nếu là bị khống chế, vậy hắn chỉ cần tìm được khống chế thi binh hạch tâm, liền có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ, không cần tốn nhiều sức. Hắn một lần lại một lần tại thi binh trên thân đảo qua, chỉ là nửa nén hương thời gian, linh hồn hắn chấn động, hắn tìm được hạch tâm, tìm được khống chế cái này thi binh điểm mấu chốt. Hạch tâm liền là hắc khí, những này vần quanh thi binh thân thể hắc khí, liền là khống chế bọn nó hạch tâm. chương 611, Thủ hộ giả, Giang giật trước đó dò xét qua rất nhiều lần thi binh, cũng tin tưởng bọn chúng trong ngoài thân thể đều bị hắc khí vần quanh, ngay từ đầu bản không nghĩ nhiều, cho rằng những này quỷ vật có hắc khí vần quanh là rất bình thường, không có hắc khí vần quanh ngược lại không giống quỷ vật. Hắn hiểu được, người chết liền là người chết, như thế nào lại phát ra hắc khí nếu như là vì dọa người hơn, kia hoàn toàn có thể khiến cái này người chết tướng mạo càng kinh khủng ta, tỉ như nhỏ máu chảy mùa A. Mà lại những hắc khí này còn có thể xâm nhập người sống, có thể khiến người ta thân thể cùng linh hồn sinh mệnh lực tịch diệt, sở dĩ những hắc khí này không bình thường, tuyệt đối là khống chế thi binh điểm mấu chốt. Hắn cũng tinh tế dò xét về sau, cũng rốt cuộc phát hiện vấn đề, những hắc khí này cũng không phải là thi binh trong thân thể tán phát, mà là thi binh trong đầu linh hồn thể phát ra vấn đề đến rồi, thì binh đều đã chết, linh hồn cũng hồn phi phách tán, linh hồn thể nhiều nhất liền là một đoàn tủy não, nó có làm sao có thể tản mát ra hắc khí. Giang giật tiến một bước dò xét về sau, phát hiện linh hồn này thể căn bản cũng không phải là thuần túy linh hồn thể, mà là một cái bị người luyện chế sau khí cụ. Có người dùng quảng đại thần thông, đem người chết linh hồn thể luyện hóa, để linh hồn thể không ngừng tản mát ra hắc khí, để người chết thi biến, biến thành khôi lỗi, biến thành thi binh sở dĩ muốn phá vỡ thi binh quá đơn giản chỉ cần phá mất linh hồn của bọn hắn thể bọn hắn liền là triệt để người chết rốt cuộc không có cách nào di động công kích đây cũng là vừa rồi giang giật đem thi binh đầu chém nát về sau thi binh rốt cuộc không có cách nào di động hợp lý nhất giải thích tìm được mệnh môn muốn phá cái này mệnh môn lại có chút phiền phức giang giật trầm ngâm một hồi bắt đầu thí nghiệm trong tay hắn hỏa long kiếm biến mất một cái tay khác bắn ra một đạo chỉ phong chỉ phong lóe lên bắn thẳng đến vừa mới bay vào thi binh đầu nguyên lực ngoại phóng giang giật trước kia rất ít đùa nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không đùa thần du cảnh võ giả liền có thể nguyên lực ngoại phóng hắn hỏa long kiếm có thể tùy ý bắn ra mấy vạn đầu hỏa long lại là đạo văn công kích sau so nguyên lực ngoại phóng uy lực mãnh liệt mấy lần sở dĩ hắn một mực lười nhác nguyên lực ngoại phóng giờ phút này để ấn chứng hắn phỏng đoán cùng suy đoán hắn bắn ra một đạo chỉ phong mục tiêu là cái này thi nhân nguy tâm nghĩ đâm thủng đầu của nó hủy đi linh hồn của nó thể nhưng mà hắn đánh giá thấp cái này thì binh nhục thể cường độ cũng đánh giá cao chính mình nguyên lực công kích huy lực chỉ phong bắn tại thi binh mi tâm đem nó đầu cho trùng điệp đụng bay ra ngoài thân thể cũng liền mang bay ra đại môn đụng bay hai cái thi binh nhưng đầu cũng chỉ có một cái dấu vết chỉ đâm rách ra a à, giang giật nhức cả trứng tìm được mệnh môn giống như không có cách nào phá vỡ cái này thi binh thân thể cũng quá cứng rắn a à bất quá ngẫm lại đạo văn của hắn công kích phối hợp hỏa long kiếm mỗi lần phóng thích mấy vạn đầu tiểu hỏa long mới có thể chém giết gần trăm tên thi binh, hắn cũng liền cảm thấy bình thường. Làm sao bây giờ, Giang giật trầm ngâm, não hải nhanh chóng chuyển động, giống như không có cách nào đơn giản hủy đi thi binh linh hồn, dựa vào hỏa long kiếm, hắn đồng dạng đến mệt chết, đó cùng không tìm được mệnh môn không có khác nhau. Có, rất nhanh, hắn lần nữa có một cái điên cuồng ý nghĩ, ý nghĩ này vừa ra đem hắn chính mình cũng dọa sợ. Vù vù, một cái thi nhân lần nữa vọt vào, Giang giật cắn răng đột nhiên mở to mắt, mi tâm một đạo bạch quang lóe ra, như kinh hồng bay qua trong nháy mắt chui vào thi nhân mi tâm, tiến vào trong đầu của nó. Không sai, Giang giật vận dụng linh hồn chi kiếm, linh hồn hắn trong thức hải có 36 thanh,